Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 76. Đây là điều lão không hiểu nổi. Cô bé này và nhóc màu trắng kia đều là át chủ bài mà tổ sư kiếm tông để lại. Kiếm tông chưa từng sử dụng hai át chủ bài này. Nếu không phải vừa rồi vì để giữ chân Diệp Huyên, kiếm tông cũng sẽ không dùng chúng. Nhưng điều lão không ngờ đến là hai nhóc con này lại đều giúp đỡ Diệp Huyên. Giúp Diệp Huyên? Đây là vì cái gì? Cô bé lấy ra một cây kẹo hồ lô liếm liếm, sau đó nói, hắn là người nhà, còn các ngươi, ta không quen biết. Nói đến đây, cô bé dừng lại một chút, lại nói, Lâm Kỳ, tiểu Lâm Tử đâu? Kiếm Mộc nghe vậy, đồng tử chợt co lại. Lâm Kỳ. Thật ra, kiếm tông không phải do người đàn ông áo xanh kia sáng lập, mà là vị Lâm Kỳ này sáng lập ra. Nhưng mà vị tổ sư Lâm Kỳ này sau khi sáng lập kiếm tông thì lập tức phong người đàn ông áo xanh lên làm tổ sư, bởi vậy, cả kiếm tông không thể không nhận người đàn ông áo xanh làm tổ sư. Nhưng, người thật sự sáng lập ra kiếm tông chính là Lâm Kỳ. Kiếm Mộc thật không ngờ, cô bé này lại biết Lâm Kỳ, hơn nữa còn gọi là Tiểu Lâm Tử. Vị ở trước mặt đây rốt cuộc là ai? Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Kiếm Mộc đang định nói. Cô bé đột nhiên nói, người muốn cướp bảo vật của người ta, nhưng người không thể làm gì người ta, vì thế, người đi đối phó muội muội của người ta, đúng không? Nghe vậy, mọi người ở đây đều nhìn về phía Kiếm Mộc. Thật ra phần lớn người ở Kiếm Tông không hề biết rõ chân tướng sự việc. Bọn họ chỉ biết Diệp Huyên đến Kiếm Tông giết người, nhưng không biết vì sao Diệp Huyên lại đến Kiếm Tông để giết người. Mà bây giờ lời nói của cô bé làm cho bọn họ hiểu ra. Diệp Huyên không phải vô duyên vô cớ đến giết người. Kiếm Tông nhìn cô bé, đáng lẽ không nên thả ngươi ra. Lúc này đây, lão thật sự hối hận. Không phải hối hận trở thành kẻ địch với Diệp Huyên, mà là hối hận đã thả cô bé này và nhóc màu trắng kia ra. Đặc biệt cô bé này, thực lực của cô bé này rất khủng bố. Cô bé nghe những lời của Kiếm Mộc, cười lạnh một tiếng, người của Dương Ca mà ngươi cũng dám động. Ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Nói xong, cô bé đột nhiên biến mất. Kiếm Mộc nhìn thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, lão đột nhiên bước lên trước một bước, hai tay chắp lại, một thanh kiếm khí dài vài trượng chợt ngưng tụ trên đỉnh đầu, ngay sau đó, thanh kiếm khí này mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa chém mạnh xuống. Mà lúc này, cô bé vừa vặn xuất hiện ở trước mặt lão, đánh một quyền ra. Thanh kiếm trực tiếp vỡ tan, cùng lúc đó Kiếm Mộc cũng bị đánh bay ngược về sau, cô bé lại đánh một quyền từ xa. Xa xa, cả người Kiếm Mộc bay xa đến nghìn trượng, mà khoảng không gian giữa cô bé và Kiếm Mộc đã biến thành một mảng tối đen. Uy lực của một quyền này dũng mãnh đến như vậy. Sắc mặt của những cao thủ kiếm tông tại đây đều vô cùng khó coi. Diệp Huyên vốn đã đủ khủng bố rồi, bây giờ cô bé này còn khủng bố hơn cả Diệp Huyên. Cô bé định tiếp tục ra tay. Nhưng lúc này, Kiếm Mộc ở cách đó không xa đột nhiên gần giọng nói, thế nào, người muốn kiếm tông ta diệt vong sao? Nghe vậy, cô bé nhíu mày, ngừng lại. Diệt kiếm tông? Cô bé chưa từng nghĩ đến điều này. Dù sao, kiếm tông này cũng nhận ca của cô bé làm tổ sư. Tiêu diệt nó như vậy, hình như có chút không tốt lắm. Kiếm Mộc thấy cô bé do dự, trong lòng hơi hơi buông lỏng, lão không sợ Diệp Huyên. Nhưng lão thật sự có phần sợ cô bé này, thực lực của cô bé thật quá khủng bố. Quan trọng nhất là phòng ngự của cô bé. Phòng ngự cơ thể của cô bé đã mạnh đến mức cực kỳ khủng bố, sợ là ở vũ trụ tứ duy này không có mấy người có thể phá được phòng ngự của cô bé. Đúng lúc này, cô bé đột nhiên nói, ta nghĩ ra cách rồi. Kiếm Mộc nhìn cô bé nhìn chằm chằm Kiếm Mộc, ta đánh chết ngươi, sau đó. Nói xong. Cô bé chỉ vào Diệp Huyên ở bên cạnh, sau đó để hắn làm tông chủ kiếm tông. Kiếm Mộc, mọi người, để Diệp Huyên làm tông chủ. Cô bé càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình tốt, vì thế, cô bé nhìn Kiếm Mộc nhưng, trước đó, phải đánh chết người đã. Nếu không, hắn có thể không làm nổi tông chủ. Vừa dứt lời, cô bé định ra tay, mà lúc này trên người Diệp Huyên lại tản là một luồng khí tức mạnh mẽ. Cô bé nhìn thấy vậy, khẽ nhíu mày, bởi vì cô bé phát hiện, cô bé không áp chế nổi huyết mạch của Diệp Huyên. Huyết mạch chi lực kia lần nữa đánh vào lực lượng của cô bé. Nếu cô bé ra tay,
huyết mạch kia sẽ bùng nổ lần nữa. Cô bé suy nghĩ, sau đó nhìn về phía nhóc màu trắng ở cách đó không xa, trước tiên trị liệu cho hắn chút đã. Nhóc màu trắng chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt chỉ vào Diệp Liên ở trước mặt, rõ ràng, ý là cô nhóc hiện tại không thể bỏ móng vuốt ra. Cô bé nhìn Diệp Huyên, có chút bất đắc dĩ. Bây giờ cô bé phải áp chế huyết mạch của Diệp Huyên, nếu không áp chế, với tình trạng này của Diệp Huyên, hắn có thể sẽ giết sạch người của kiếm tông. Đây không phải điều mà cô bé muốn nhìn thấy. Cô bé thầm nghĩ giết chết kiếm mộc, sau đó giao vị trí tông chủ kiếm tông này cho Diệp Huyên, như vậy là vẹn cả đôi đường. Đúng lúc này, cách đó không xa kiếm mộc chợt mở lòng bàn tay ra, sau đó lão nhẹ nhàng ấn xuống, từ dưới kiếm điện đổ nát kia, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên phóng lên cao. Mọi người nhìn về phía ánh sáng trắng kia, đây là át chủ bài cuối cùng của kiếm tông. Kỳ thật, những cao thủ kiếm tông ở đây đều có chút hoảng sợ. Nếu át chủ bài cuối cùng này cũng giúp Diệp Huyên, vậy thì phải làm sao? Làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể xong đời. Cô bé cũng nhìn về phía ánh sáng trắng kia, trong mắt có một chút nghi hoặc. Bỗng nhiên, đồng tử của cô bé hơi co lại, ngay sau đó, cô bé lập tức kéo Diệp Huyên ra sau lưng, sau đó đánh một quyền lên trên. Trong khoảnh khắc cô bé đánh một quyền kia, bên trong ánh sáng trắng kia đột nhiên bay ra một tia sáng nhỏ đến mức khó có thể thấy. Cô bé mang theo Diệp Huyên lùi về sau, không gian nơi cô bé và Diệp Huyên lùi ra ngoài trực tiếp bị hủy diệt, mà cô bé và Diệp Huyên lùi lại đến hơn nghìn trượng. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng kinh hãi, đều nhìn về phía ánh sáng trắng kia, nhưng mà không nhìn ra được gì cả. Nhóc màu trắng ở gần đó cũng nhìn về phía ánh sáng trắng kia, trong ánh mắt nhóc mang theo một tia nghi hoặc. Xa xa, cô bé dừng lại, nhìn nắm tay của mình, nắm tay của cô bé đã chuyển sang màu đỏ. Bên kia, kiếm mộc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng u ám. Lão thật không ngờ, cơ thể của cô bé này lại mạnh đến mức như vậy. Cô bé nhìn ánh sáng trắng trên không trung, trong đó, một mảng hư vô, không thấy gì cả. Cô bé từ từ nắm chặt tay phải, đây chẳng phải là của ca ca ta để lại hay sao? Nói đến đây, cô bé nhìn kiếm mộc, đây là lực lượng của thế giới khác. Thế giới khác? Kiếm mộc nhìn chằm chằm cô bé, người biết về thế giới khác. Cô bé hừ lạnh một tiếng, cô bé thu lại cây kẹo hồ lô trong tay trái, sau đó cô bé từ từ nắm chặt hai tay, mà đúng lúc này, ánh sáng trắng trên không trung kia đột nhiên run lên. Ngay sau đó, cô bé đẩy mạnh hai tay về phía trước. Không gian xung quanh cô bé và Diệp Huyên trực tiếp sụp đổ, cùng lúc đó, một ngọn lửa màu đỏ máu bao trùm lấy cô bé và Diệp Huyên. Cách đó không xa, kiếm mộc nhìn chằm chằm khu vực đó, đúng lúc này, một lực lượng hùng mạnh bùng nổ ra từ nơi đó, ngọn lửa màu đỏ máu kia trực tiếp chấn động ra xung quanh, mà không gian nơi nó đi qua đều bị thiêu đốt thành hư vô. Lúc này, cô bé mang theo Diệp Huyên đi ra, cô bé vẫn dùng một phần lực lượng trấn áp huyết mạch của Diệp Huyên. Kiếm mộc nhìn thấy cô bé, sắc mặt càng trở nên u ám, bởi vì lão phát hiện, ngọn lửa màu đỏ máu kia vậy mà cũng không thể làm bị thương cô bé này. Cô bé này không phải là bản thể. Nếu bản thể của cô bé ở trong này, vậy thì phải khủng bố đến mức nào? Kiếm mộc không dám nghĩ. Lúc này, cô bé bỗng ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng trắng kia. Đột nhiên đánh một quyền lên phía trên. Luồng lực lượng kia bị vỡ tan, mà ánh sáng trắng chỉ hơi rung lên, không chút tổn hại nào. Cách đó không xa, kiếm mộc nhìn chằm chằm cô bé, người không ngăn được đâu. Cô bé lạnh lùng nhìn kiếm mộc, ta đã từng sợ ai? Lúc này, nhóc màu trắng ở gần đó đột nhiên vẫy vẫy móng vuốt, giống như đang nói cái gì. Cô bé im lặng một lát. Sau đó nói, ngoại trừ An Tỷ và ca của ta ra. Còn có cô gái kia, ta đã từng sợ ai? Hả? Cô bé đã từng sợ ai? Ngoài ba người mà cô bé nói ra, cô bé đúng là chưa từng sợ ai cả. Cho dù ánh sáng trắng trước mắt này là lực lượng thuộc về một thế giới khác. Nghe cô bé nói vậy, kiếm mộc cười hung ác, được, vậy hôm nay ta sẽ nhìn xem ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Vừa dứt lời. Lão lùi sang một bên. Mà lúc này, ánh sáng trắng trên không trung kia đột nhiên rung động. Cô bé nhìn về phía ánh sáng trắng kia, bạch, có thể trị liệu cho tên này trước được không?
không thì ta không thể nào xuất toàn lực. Lúc này phần lớn lực lượng của cô bé đều dùng để trấn áp huyết mạch của Diệp Huyên. Xa xa, Tiểu Bạch lại lắc đầu, hiện tại nhóc không thể rời khỏi Diệp Liên. Bởi vì lúc này trên người Diệp Liên xuất hiện rất nhiều hơi thở thần bí, hơn nữa, Diệp Liên còn đang điên cuồng hấp thu mây tía của nhóc. Nếu cắt đứt dòng khí màu tím kia thì bao nhiêu công sức đều có thể đổ sông đổ biển. Không thể rời đi. Đồng thời, bởi vì đang điên cuồng truyền mây tía cho Diệp Liên, cơ thể nhóc Bạch đã bắt đầu dần dần mờ ảo. Cô bé ở phía xa bĩu môi, thật phiền phức. Lúc này, ánh sáng trắng kia chợt rung lên một chút, ngay sau đó, một đao quang sáng như tuyết đột nhiên bay ra từ trong ánh sáng trắng kia, chém xuống phía dưới. Khi đao quang sáng như tuyết này xuất hiện, không gian nơi đây lập tức trở nên hư ảo. Không đúng, là cả kiếm giới đều trở nên hư ảo. Không chịu nổi lực lượng của đao quang này. Phía dưới, cô bé híp mắt lại, không thể quản ngươi nữa. Vừa dứt lời, cô bé đột nhiên biến thành một ánh sáng đen phóng lên cao. Cô bé không ra quyền, mà trực tiếp dùng đầu đâm về phía đao quang kia. Rất nhanh, đao quang kia chém thẳng lên cặp sừng đen của cô bé. Trong nháy mắt đao quang vỡ tan, chỉ có điều cô bé cũng lực lượng hùng mạnh trong đó làm chấn động trở về chỗ cũ. Bịch! Mặt đất nơi cô bé rơi xuống trực tiếp nổ tung, cùng lúc đó, cơ thể nàng cũng dần dần trở nên hư ảo. Tiêu hao! Cô bé và nhóc màu trắng đều không phải bản thể, bởi vậy, mỗi một lần sử dụng lực lượng đều là một loại tiêu hao đối với các cô bé, không có bản thể chống đỡ, một khi loại tiêu hao này nhiều lên, các cô bé sẽ hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy cơ thể cô bé dần dần trở nên hư ảo, Kiếm Mộc ở xa xa nở một nụ cười dữ tợn, không phải ngươi chiến đấu rất giỏi sao? Ngươi tiếp tục đi. Cô bé nhìn thoáng qua Kiếm Mộc, ta đánh chết ngươi trước. Nói xong, cô bé lập tức biến mất tại chỗ. Xa xa, sắc mặt Kiếm Mộc thay đổi, lão vung tay phải lên, một mảnh kiếm quang đánh ra từ tay lão. Nhưng, mảnh kiếm quang này lập tức bị một quyền của cô bé đánh nát. Không chỉ như thế, bản thân lão cũng bị lực lượng mạnh mẽ này đánh bay đi, cô bé đang định ra tay lần nữa, mà đúng lúc này, từ trong ánh sáng trắng trên không trung lại bay ra một đạo quang. Cô bé bỗng nhiên ngẩng đầu, đánh một quyền hướng lên trên. Đao quang kia trực tiếp vỡ tan, hóa thành hư vô. Mà cơ thể cô bé cũng hư ảo hơn rất nhiều. Cô bé nhận ra điều này, khẽ nhíu mày, mà không trung lại là một đao quang chém xuống, cô bé ngẩng đầu nhìn lên. Đánh ra một quyền. Cứ như vậy, theo từng đao quang không ngừng xuất hiện, cơ thể cô bé cũng càng ngày càng hư ảo, đến cuối cùng, gần như trong suốt. Lúc này, cô bé đột nhiên dừng lại, cô bé nhìn ánh sáng trắng ở phía xa kia tức quá đi mất. Nói xong, cô bé nhìn nhóc màu trắng ở xa xa, vừa định nói, cơ thể cô bé đã biến mất. Xa xa, nhóc màu trắng chớp chớp mắt, mà cơ thể cũng đã hoàn toàn trở nên hư ảo. Cô bé cúi đầu nhìn Diệp Liên, ngay sau đó, cô bé bỗng há miệng phun ra vô số mây tía, những mây tía này đều dũng mãnh đi vào trong cơ thể Diệp Liên, sau khi cơ thể Diệp Liên điên cuồng hấp thu mây tía, nàng dần siết chặt hai nắm đấm. Nhưng mà, nhóc màu trắng lại càng ngày càng hư ảo. Lúc này, Kiếm Mộc ở cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía Diệp Liên, nhìn thấy Diệp Liên nằm trên mặt đất, trong lòng lão chợt dấy lên một nỗi bất an này càng ngày càng mãnh liệt. Nguy hiểm. Sợ hãi. Đây là cảm giác lúc này của lão. Ngay cả khi vừa rồi đối mặt với cô bé kia, lão cũng không có loại cảm giác này. Kiếm Mộc im lặng chốc lát, đột nhiên nói, giết cô bé kia trước. Giết cô bé kia trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không trung, ánh sáng trắng kia chợt rung lên, ngay sau đó, một thanh phi đao đột nhiên bay ra, mà lúc này đây. Mục tiêu của thanh phi đao này là Diệp Liên ở dưới. Phía dưới, Diệp Liên bỗng nhiên mở mắt, nhưng trong mắt của cô bé là một mảng trắng. Nhìn thấy Diệp Liên đột nhiên mở mắt, nhóc màu trắng giật mình, chớp chớp mắt, sau đó chạm nhẹ vào Diệp Liên, nàng không có phản ứng. Trong mắt Diệp Liên, mảng trắng kia đột nhiên xoay tròn tựa như một lốc xoáy màu trắng. Móng vuốt nhóc màu trắng run rẩy, nhức do dự một chút. Vẫn tiếp tục truyền mây tia cho Diệp Liên. Mà đạo quang kia đã đến đỉnh đầu của bọn họ. Lúc này, Diệp Huyên chợt xuất hiện trên đầu bọn họ,
hắn ngẩng đầu lên, một mảnh huyết quang bay ra từ trong mắt hắn, nhưng vừa mới chạm vào mảnh huyết quang này là đã bị nổ tung, phi đao chém thẳng vào Diệp Huyên. Hai tay hắn giơ ngang kiếm lên đỡ. Ầm. Không gian nơi chân trời run lên dữ dội, sau đó rạn nứt. Miệng Diệp Huyên phun ra một dòng máu tươi, cùng lúc đó, hai tay hắn chẳng chịt các vết thương giống như mạng nhện, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng, phi đao kia đã biến mất. Lúc này, nhóc màu trắng càng ngày càng hư ảo, bởi vì nhóc đã phóng ra quá nhiều mây tía. Trong khi dần tan biến, nhóc nhìn về phía Diệp Liên, mái tóc của Diệp Liên không biết đã biến thành màu trắng bạc từ lúc nào. Không chỉ vậy, giữa hai chân mày của nàng còn nứt ra một lỗ nhỏ, mà cái lỗ nhỏ này không chỉ điên cuồng hấp thu mây tía, mà còn đang hấp thu linh khí của trời đất này. Kiếm Mộc ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi rõ rệt, trực giác nói cho lão, có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Kiếm Mộc ngẩng đầu nhìn ánh sáng trắng kia, gần như gầm lên, giết cô bé kia trước. Giết nàng. Không trung, ánh sáng trắng kia khẽ run lên, sau đó bắt đầu xoay tròn, rất nhanh, một cỗ áp lực vô hình dần chảy ra từ bên trong nó, giống như có gì đó đang đến gần. Xa xa, nhóc màu trắng nhìn về phía Diệp Huyên, nhóc này vẫy vẫy móng vuốt, sau đó biến mất hoàn toàn. Sau khi nhóc biến mất, một tia sáng màu tím trực tiếp nhập vào ấn đường giữa hai chân mày Diệp Liên. Hai ống tay áo của Diệp Liên đột nhiên biến thành tro, mà trên hai cánh tay nhỏ của nàng bỗng xuất hiện những ký hiệu nhỏ màu đỏ máu, những ký hiệu này cực kỳ quỷ dị, giống như tụ tập cái gì. Không chỉ như thế, ánh sáng xung quanh đột nhiên trở nên ảm đạm. Từng trận gió lạnh như đang kêu rên, cực kỳ giận người. Kiếm Mộc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi rõ rệt, điên cuồng giống giận, giết nàng. Giết nàng. Bởi vì nỗi bất an trong lòng lão càng ngày càng mãnh liệt. Sợ hãi. Trong nội tâm lão là một nỗi sợ hãi sâu sắc. Trực giác nói cho lão, nếu cô bé kia không chết, thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Không chung. Một thanh trường đao đột nhiên bay ra từ trong ánh sáng trắng kia, khi thanh trường đao kia xuất hiện, kiếm giới trong phạm vi nghìn trượng bắt đầu vỡ tan. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Mộc và các cao thủ của Kiếm Tông đều biến sắc, Kiếm Mộc gầm lên, người muốn giết luôn cả bọn ta hay sao? Không có lời đáp lại, thanh trường đao này từ từ chém xuống từ trên không trung, không gian nơi nó đi qua đều lập tức hóa thành hư vô, mà toàn bộ kiếm giới căn bản không chống chịu nổi lực lượng này. Bắt đầu sụp đổ từng tấc một, vô số cao thủ Kiếm Tông đều kinh hãi trong lòng, nhao nhao tự bảo vệ mình. Sắc mặt Kiếm Mộc cũng thay đổi rõ rệt, lão không ngờ rằng lực lượng của thanh trường đao này lại mạnh đến như vậy. Thanh trường đao này chém xuống, cả kiếm giới đều sẽ bị hủy diệt. Sau một lúc do dự, cuối cùng Kiếm Mộc cũng không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, tuy lão không muốn kiếm giới bị hủy diệt, nhưng lão càng muốn Diệp Huyên và Diệp Liên chết. Xa xa, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn mảnh huyết quang kia, tay phải hắn nắm chặt kiếm Thiên Chu, mà hai tay hắn vẫn ở đầy vết thương, bị thương quá nặng, cho dù là nước suối sinh mệnh đều cũng không thể chữa lành trong khoảng thời gian ngắn. Mà phía dưới Diệp Huyên, hai mắt Diệp Liên đã khôi phục bình thường, cô bé chỉ nhìn Diệp Huyên như vậy, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng, không chứa một chút tình cảm nào. Trên hai cánh tay cô bé, những ký hiệu màu đỏ máu kia càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ. Mà bốn phía, gió lạnh càng ngày càng nhiều, loại âm thanh oán giận thê lương cũng càng ngày càng nhiều, cực kỳ giận người. Không chung, thanh đao kia đã đến đỉnh đầu Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm về phía trên. Trong khoảnh khắc hắn chém kiếm ra, thanh trường đao kia bỗng chém xuống. Đao kiếm vừa tiếp xúc, kiếm Thiên Chu run lên kịch liệt, mà cánh tay phải của Diệp Huyên trực tiếp nứt toác, hóa thành một đống huyết vụ. Nhưng thanh trường đao kia vẫn không biến mất, lúc này, tay trái Diệp Huyên cầm kiếm chấn hồn giơ ngang lên. Diệp Huyên trực tiếp bị đập rơi xuống trước mặt Diệp Liên, mà lúc này, toàn bộ cánh tay trái của hắn hoàn toàn rách ra, lộ ra xương trắng, không chỉ như thế, toàn bộ cơ thể hắn cũng nứt ra, cả người giống như một người gốm bị đánh nghiêm trọng. Nhưng mà, thanh trường đao kia vẫn không biến mất, nó chém thẳng về phía Diệp Liên ở dưới, một đao này chém xuống. Diệp Liên chắc chắn sẽ chết. Ngay khi thanh trường đao còn cách Diệp Liên nửa trượng, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Liên, tay trái hắn cầm kiếm Thiên Chu giơ ngang lên chống đỡ, thanh trường đao chém lên kiếm Thiên Chu run lên dữ dội, trong chốc lát Diệp Huyên phun ra một ngụm máu, ngay sau đó,
hắn lập tức bị đánh bay, mà lúc này, thanh trường đao kia chém thẳng về phía Diệp Liên. Diệp Liên nhìn thanh trường đao kia, trong mắt không có chút sắc thái, những ký hiệu trên cánh tay cô bé đã lan lên đến bả vai. Ngay khi thanh trường đao sắp chém vào người Diệp Liên, Diệp Huyên bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Liên, hắn trực tiếp ôm lấy Diệp Liên, lúc này, thanh trường đao kia xuyên từ sau lưng hắn qua ngực, mũi đao kia vừa xuyên qua ngực của Diệp Huyên, cánh tay trái vốn đã rách toác của Diệp Huyên đột nhiên nắm chặt lấy mũi đao, không cho mũi đao tiến thêm nửa tấc, nhưng mà, lực lượng của thanh trường đao kia thật sự quá mạnh, mũi đao xuyên thẳng qua bàn tay hắn, sau đó tiếp tục chém về phía Diệp Liên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gầm lên giận dữ, tay trái hắn giữ chặt lưỡi đao, vô số kiếm ý và huyết mạch chi lực tựa như thủy triều bao phủ lấy mũi đao, cuối cùng, khi mũi đao còn cách chân mày Diệp Liên khoảng vài tấc đã ngừng lại. Diệp Huyên bỗng nhiên nhếch miệng cười, máu tươi trào ra tựa như nước suối, đừng, sợ. Có ca ca, đây. Nghe được những lời này của Diệp Huyên, trong ánh mắt của Diệp Liên, cuối cùng cũng đã có một tia dao động. Mà ở phía bên kia, Kiếm Mộc nhìn thấy Diệp Huyên bị thanh trường đao xuyên qua ngực, trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chết rồi. Bất kể là Diệp Liên hay Diệp Huyên, đều phải chết. Không chết, lão sẽ không an lòng. Hơi thở của Diệp Huyên càng lúc càng yếu, nhưng, tay trái của hắn lại vẫn nắm chặt lưỡi đao của thanh trường đao kia, không để cho nó tiến thêm nửa tấc. Lúc này, Kiếm Mộc ở đằng xa kia đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một thanh kiếm đã lao tới phía sau lưng của Diệp Huyên. Lão đã không đợi được nữa rồi. Chính vào lúc này, phù văn trên cánh tay của Diệp Liên ở trước mặt Diệp Huyên đột nhiên từ ngoài cổ họng nàng giao hội, khoảnh khắc tiếp theo. Hai mắt Diệp Liên đột nhiên biến thành một màu đỏ sẫm quỷ dị, chính vào lúc kiếm của Kiếm Mộc cách sau gáy Diệp Huyên chỉ còn nửa tấc, một bàn tay đột nhiên tóm lấy thanh kiếm này. Tay của Diệp Liên. Kiếm Mộc kinh hãi nhìn Diệp Liên ở trước mặt, lão đang định nói gì đó thì tay của Diệp Liên đột nhiên đã siết chặt cổ họng lão. Trong sân, tất cả mọi người ở đều cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Kiếm Mộc trong lòng cũng kinh hãi muốn chết. Lão không hề kịp phản ứng lại. Sao có thể chứ? Cô gái nhỏ với cặp sừng dài trên đầu lại có thể khiến lão không có một chút sức lực đánh trả nào chứ? Diệp Liên nhìn về phía Kiếm Mộc trước mặt, giọng nói lạnh tựa như băng, không có một chút cảm xúc ta, ban chết cho ngươi. Dứt lời, hai mắt Kiếm Mộc đột nhiên mở to, ngay sau đó, hơi thở của lão lập tức biến mất, cả người ngã xuống ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, trong sân, các cường giả của Kiếm Tông kia trực tiếp sửng sốt. Tất cả nháo nhào rút lui. Diệp Liên đảo nhìn đám cường giả của Kiếm Tông ở trong sân, khoảnh khắc tiếp theo, đám cường giả của Kiếm Tông kia người nào người nấy đều cứng đờ ngay tại chỗ. Sau đó, từng người một lần lượt ngã xuống, trong tích tắc, toàn bộ mấy chục vị cường giả của Kiếm Tông lớn mạnh đều đã ngã xuống. Diệp Liên quay người nhìn Diệp Huyên trước mặt, nàng cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, lúc này, khí tức của Diệp Huyên càng lúc càng yếu. Diệp Liên bước đến trước mặt Diệp Huyên, nàng xòe lòng bàn tay ra, tháp giới ngục bên trong cơ thể Diệp Huyên trực tiếp xuất hiện trong tay nàng, nhìn tháp giới ngục trong tay, mày khẽ trao, một lúc sau, nàng cầm theo tháp giới ngục xoay người rời đi. Nhưng còn chưa đi được hai bước, nàng lại dừng lại, sau đó xoay người bước đến trước mặt Diệp Huyên. Nàng nhìn Diệp Huyên một hồi lâu, cuối cùng, tay phải nhẹ nhàng đặt ở trên vai Diệp Huyên, phù văn trên hai cánh tay đột nhiên rung lên. Rất nhanh, nơi ấn đường nàng nứt ra, một đường ánh sáng màu đen đột nhiên phóng thẳng vào ấn đường của Diệp Huyên. Cùng với sự tiến vào của đường ánh sáng màu đen này, huyết mạch trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên yên ổn trở lại. Không chỉ vậy, luồng khí đen bắt đầu điên cuồng phục hồi lại cơ thể của Diệp Huyên. Chính vào lúc này, ánh sáng trắng phía chân trời kia đột nhiên lóe lên, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trong đó tản ra ngoài. Diệp Liên phất lờ, nàng thu tay về. Lúc này, Diệp Huyên đã khôi phục bình thường trở lại, nhưng, vẫn chưa tỉnh táo. Lúc này, trong đường ánh sáng trắng phía chân trời kia, một bàn tay hư ảo đột nhiên xuất hiện, khoảnh khắc bàn tay này xuất hiện, toàn bộ kiếm giới trực tiếp vỡ nát. Mà mục tiêu của bàn tay này, chính là Diệp Huyên. Diệp Liên ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay kia, hai mắt nàng đột nhiên biến thành màu đen, bàn tay đó trực tiếp hóa thành hư vô, không chỉ có vậy. Nguồn sức mạnh to lớn trực tiếp xâm nhập vào ánh sáng trắng kia. Yên lặng trong phút chốc,
một âm thanh kinh hãi từ trong đường ánh sáng trắng xa xăm kia đột nhiên vang lên, ngươi. Ngươi là, nữ đệ Tu La, vị đại đế cuối cùng của nhân gian. Sao có thể, bệ hạ, thực xin lỗi, chúng ta đối với bệ hạ hoàn toàn không có nửa điểm ác ý, xin bệ hạ tha tội. Giọng nói run rẩy. Diệp Liên không nói gì, tay phải nàng đột nhiên cách không nắm lại. Đường ánh sáng trắng kia trực tiếp nổ tung, sau đó biến mất. Diệp Liên nhìn tháp giới ngục trong tay, sau đó xoay người rời đi, lúc này sau lưng nàng truyền đến một giọng nói yếu ớt, Liên. Liên Nhi. Diệp Liên dừng bước, tình cảm nhân gian, có đáng để ngươi đem tính mạng ra để đánh đổi không? Ý thức của Diệp Huyên vẫn còn có chút mơ hồ, yếu ớt nói, Liên. Đừng đi. Diệp Liên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một hồi, nàng xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó, tháp giới ngục trong tay nàng đột nhiên bay tới trước mặt hắn, ngươi cứu ta sẽ không lấy thứ này, ngày khác gặp lại ở Ngũ Duy, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một đường sáng màu đen bay lên trời. Xoẹt! Chân trời, không gian trực tiếp bị xé nát, trong nháy mắt, Diệp Liên trực tiếp đã biến mất nơi chân trời. Ở phía dưới, Diệp Huyên ngây người. Trong hư không, Diệp Liên một đường xuyên qua không gian, cuối cùng, nàng đã đến tấm chắn của vũ trụ tứ duy và vũ trụ ngũ duy, đây từng là cấm chế do tiên tri thiết lập. Diệp Liên vừa xuất hiện, một chữ rừng hư ảo đột nhiên bay ra. Mặt Diệp Liên không chút cảm xúc, nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong mảnh không gian hư vô này, một tiếng nổ đột nhiên vang lên, một lúc sau, tấm chắn đó trực tiếp vỡ ra, Diệp Liên bước vào trong, mà sau lưng nàng, bích chướng đó bắt đầu từ từ khép lại. Chính vào lúc này, thân thể Diệp Liên đột nhiên run lên, nàng dừng lại, chính vào lúc tấm chắn đó sắp khép lại hoàn toàn, nàng xoay người nhìn một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không nỡ, ca. Lúc này, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên lãnh đạm. Nàng nhìn sâu xuống phía dưới, sau đó xoay người rời đi. Bên dưới, Diệp Huyên cứ thế nằm trên mặt đất, trong mắt hắn tràn đầy vẻ mờ mịt khó hiểu. Diệp Liên vừa rồi, lại xa lạ đến vậy. Xa lạ chưa từng thấy. Hắn biết rằng Diệp Liên vừa rồi, có khả năng đã không phải là Diệp Liên kia mà hắn quen biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Có điều, hắn biết rõ một chuyện, đó chính là Diệp Liên đã đến Ngũ Duy. Mà nàng, chắc đã thành công rồi. Một lúc sau, hai mắt Diệp Huyên chậm rãi nhắm lại, hai tay hắn nắm chặt, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, đi Ngũ Duy. Mặc kệ Diệp Liên đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải đến Ngũ Duy để tìm nàng. Diệp Huyên đứng dậy, tay phải tung ra một chiêu. Kiếm Thiên Chu ở một bên đã bay vào trong tay, cùng lúc đó, hắn thu hồi tháp giới ngục lại, sau đó bước ra ngoài. Bên ngoài kiếm giới vào lúc này, một nhóm người đang chờ đợi. Cường giả của lưỡng giới thiên. Người đứng đầu chính là Trần Các Lão kia. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Huyên bước ra, tay phải của Trần Các Lão khẽ run lên. Bởi vì kiếm giới đã không còn. Kiếm giới đã không còn nữa rồi. Trần Các Lão hồi phục tâm tình một chút, sau đó bước đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ mỉm cười nói, tiểu hữu, kiếm tông này. Diệp Huyên không nói gì, rất nhanh đã biến mất ở nơi xa. Lúc này, Trần Thời Nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Các Lão, Trần Thời Nhất trầm giọng nói, Các Lão, tất cả người của kiếm tông, toàn bộ đều đã ngã xuống, không ai còn sống sót. Nghe đến đây, Trần Các Lão vô cùng sửng sốt. Trong sân, các cường giả của lưỡng giới thiên kia cũng ở ngây người ngay tại chỗ. Kiếm tông, một tông môn mạnh nhất của vũ trụ tứ duy hiện nay, vậy mà cứ thế đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đều là Diệp Huyên làm sao? Trong lòng đám người Trần Các Lão trở nên vô cùng căng thẳng. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi kiếm giới, hắn đã trực tiếp trở về Bắc Cảnh. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, đám người An Lan Tú ở Bắc Cảnh đều thở phào nhẹ nhõm. Sống sót trở về. Có điều, tâm tình bọn họ vẫn nặng nề, bởi vì không nhìn thấy Diệp Liên. Diệp Huyên trở về phòng của mình, trong phòng, Diệp Huyên yên lặng ngồi xuống. Ngũ Duy. Hắn lấy tháp giới ngục ra, hắn biết, muốn đi đến Ngũ Duy thì phải dựa vào tháp giới ngục này. Bởi vì với thực lực hiện giờ của hắn, vốn không thể xông vào Ngũ Duy. Lúc này, Liên Thiền xuất hiện trước mặt Diệp Huyên,
Nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên một cái, xin lỗi. Ý nàng ta là trước đây nàng ta đã không đến kiếm giới để giúp đỡ. Diệp Huyên lắc đầu, sao có thể trách nàng được chứ? Nói đoạn, hắn nhìn về phía tháp giới ngục kia, ta phải làm sao mới có thể dùng cái tháp này tiến vào ngũ duy? Liên Thiển trầm mặc. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiển, Liên Thiển khẽ nói, ngươi tới được ngũ duy, sau đó thì sao? Diệp Huyên trầm mặc. Liên Thiển lại nói, giờ ngươi có đến ngũ duy, thì cũng không thể thay đổi bất kỳ kết quả nào. Và lại, ngươi có biết chuyện của muội muội ngươi là như thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Liên Thiển khẽ nói, ta biết, muội muội của ngươi. Rất mạnh, rất mạnh. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiển, vẻ mặt của Liên Thiển khá phức tạp, thân phận thực sự của nàng ấy là nữ đế Tu La của vũ trụ ngũ duy, cũng là vị nữ đế cuối cùng của nhân gian. Diệp Huyên khẽ chau mày, nữ đế Tu La, vị nữ đế cuối cùng của nhân gian. Liên Thiển gật đầu, không ai biết tên thật của nàng ấy là gì, chỉ biết nàng ấy đến từ địa ngục Tu La, nàng ấy vừa xuất hiện, đã trực tiếp quét sạch toàn bộ vũ trụ ngũ duy của đại đế, sau khi đánh bại linh võ đại đế vị đại đế mạnh nhất lúc bấy giờ chỉ với ba chiêu. Không một ai trong vũ trụ ngũ duy dám xưng đế trước mặt nàng ấy, mà sau này, cũng không ai dám tôn xưng làm đế. Bởi vì những kẻ đó ở trước mặt nàng ấy, đều không xứng. Nàng ấy là nữ nhân có năng lực nhất trong vũ trụ ngũ duy và cũng là nữ nhân có năng lực nhất trong lịch sử vũ trụ ngũ duy từ trước đến nay. Nói đến đây, nàng ta hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói, ở vũ trụ ngũ duy, thật sự không có ai dám chọc vào nàng ấy, ngay cả vương của vũ trụ ngũ duy, cũng không dám tùy tiện trêu chọc nàng ấy. Chỉ là có một điều ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Tại sao nàng ấy lại xuất hiện ở tứ duy này, hơn nữa, lại còn biến thành muội muội của ngươi? Diệp Huyên đột nhiên hỏi, nàng ấy là muội muội ta, hay là nữ đế Tu La? Liên Thiển trầm mặc. Diệp Huyên lại hỏi, sao? Liên Thiển khẽ nói, nàng ấy là muội muội ngươi, nhưng cũng có thể không phải, điều này tùy thuộc vào bản thân nàng ấy. Có điều, ta cảm thấy nàng ấy vẫn là Diệp Liên muội muội của ngươi, hơn nữa. Nàng ấy vẫn chưa quên hết mọi thứ đã xảy ra. Diệp Huyên nhìn Liên Thiển, tại sao? Liên Thiển trầm giọng nói, nếu như nàng ấy chỉ là nữ đế Tu La, nàng ấy tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, càng sẽ không để tháp này ở lại đây, cho nên, ta nghĩ, có thể nàng ấy vẫn là muội muội ngươi, bằng không, ngươi không thể sống sót. Diệp Huyên trầm mặc. Liên Thiển lại nói, cứ cho là nàng ấy luân hồi, ngươi cũng phải hiểu rằng, kiếp này nàng ấy chuyển thế thành muội muội ngươi, đây là điều mà nàng ấy không thể xóa bỏ, cho dù nàng ấy sở hữu ký ức của kiếp trước, thì đây là một thực tế là không thể thay đổi. Nhưng mà, nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, rồi nói, nhưng, nếu như ngươi vẫn muốn làm ca ca của nàng ấy, ngươi nên biết điều đó khó khăn như thế nào. Diệp Huyên đột nhiên nói, đi ngũ duy. Liên Thiển nói, ngươi không cần dùng tháp này. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiển trầm giọng nói, người bắt buộc phải dựa vào thực lực của bản thân xông vào, chỉ có như vậy, người mới có thể sống sót trong ngũ duy, nếu người dùng tòa tháp này làm đường tắt để tiến vào, người ở đó vốn sẽ chẳng còn sức sống, càng không nói đến việc đi tìm muội muội ngươi. Diệp Huyên sau đó trầm mặc một lúc, sau đó nói, vậy thì xông vào. Xông vào ngũ duy. Diệp Huyên hiểu ý trong lời nói Liên Thiển. Với thực lực hiện giờ của hắn, nếu nương nhờ tháp giới ngục để đến ngũ duy thì chỉ có đúng một kết cục duy nhất. Chết! Thực lực hiện giờ của hắn tuyệt đối không thể đối kháng được với cường giả của vũ trụ ngũ duy. Nếu không sử dụng thêm sức mạnh huyết mạch, hắn chưa chắc đã đánh thắng được phá mệnh cảnh. Thực lực như thế làm sao có thể tới ngũ duy được đây? Làm sao có thể đến tìm muội muội Diệp Liên của hắn? Không thể được! Diệp Huyên đứng dậy. Chậm rãi đi đến một góc phòng, nói khẽ, vẫn chưa đủ mạnh. Nhưng mà, rốt cuộc phải đạt đến trình độ nào thì mới được coi là mạnh đây? Trên con đường trước giờ hắn đi, hắn ngày càng mạnh, nhưng cũng ngày càng yếu. Một người có năng lực càng lớn thì những người, những việc mà người đó gặp phải cũng sẽ thay đổi theo. Vậy thế nào mới được coi là mạnh? Vô địch vũ trụ tứ duy rồi. Thế nhưng vẫn còn ngũ duy mà. Lẽ nào khi đến vũ trụ ngũ duy, người vô địch tứ duy vẫn được coi là vô địch ư? Võ đạo vô tận, kiếm đạo cũng vô tận nốt, đều là con đường không có điểm cuối. Lúc này,
Liên Thiển ở một bên đột nhiên nói, điều hiện giờ ngươi phải làm đó là đạt đến cấp bậc cao nhất của thế giới này, về kiếm đạo ít nhất cũng phải tới phàm cảnh, hoặc sắp sửa tới phàm cảnh. Chỉ có như vậy thì ngươi mới có sức đánh trả phần nào nếu như đi tới ngũ duy. Ngươi phải hiểu rằng, ngươi có được tòa tháp này cũng đồng nghĩa với việc phải đương đầu với những đối thủ cực kỳ cường đại ở ngũ duy. Dứt lời, nàng ta đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nói khẽ, ngươi phải hiểu rằng nếu như đến ngũ duy, nơi đó có thể là khởi đầu mới, cũng có thể là điểm kết thúc của ngươi. Bởi vì cường giả ở ngũ duy sẽ không cho ngươi cơ hội, bọn họ biết lai lịch của ngươi, biết ngươi có người đứng sau lưng, bọn họ sẽ không coi thường ngươi như cường giả ở tứ duy, nếu bọn họ ra tay với ngươi thì sẽ dồn hết toàn lực, bởi vì tòa tháp giới ngục quá quan trọng với bọn họ. Tháp giới ngục. Dường như nghĩ tới gì đó, Liên Thiển bỗng thở dài, những kẻ đó thật sự quá điên cuồng, bởi vì đối với chúng, thư viện vạn duy của chủ nhân là một sự cám dỗ vô cùng lớn. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, kẻ đứng sau kiếm tông lần này hẳn là cường giả của ngũ duy. Liên Thiển cô nương, cô có biết bọn chúng là ai không? Liên Thiển trầm mặc. Diệp Huyên đang muốn nói gì thì Liên Thiển đã lên tiếng trước, sau này ngươi đến ngũ duy ắt sẽ biết thôi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Bỗng nhiên có một cô gái đi tới. An Lan Tú. An Lan Tú đi đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, không sao. An Lan Tú gật đầu, khẽ giọng, lần sau đừng làm thế nữa. Diệp Huyên đáp, chúng ta đều phải cẩn thận. An Lan Tú gật đầu, đúng vậy, đều phải cẩn thận. Diệp Huyên đi đến trước đại điện, nhìn về phía chân trời xa xa một hồi, sau đó khẽ nói, ta đến kiếm giới một chuyến xem sao. Dứt lời đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tại kiếm giới. Giờ phút này, kiếm giới đã biến thành màu đen kịt. Diệp Huyên tìm khắp nơi, cuối cùng đã tìm thấy một vài thanh kiếm trong vùng không gian đen kịt này. Là kiếm mà kiếm tông để lại. Tổng cộng hơn 20 thanh. Những thanh kiếm này vẫn được bảo tồn đến tận bây giờ, tất nhiên đều là đồ vật có điểm đặc biệt. Nhưng 20 thanh kiếm này cũng không được coi là hoàn hảo, mỗi thanh đều bị tổn hại một phần nào đó. Sau khi thu 20 thanh kiếm về, Diệp Huyên quay người rời đi, cuối cùng đi tới một dãy núi không người. Hấp thu. Diệp Huyên trực tiếp hấp thu 20 thanh kiếm đó cùng lúc. Thật ra thân thể hiện giờ của hắn đã phát sinh thay đổi vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lúc ở kiếm tông khi trước hắn đã hấp thu quá nhiều kiếm và kiếm khí. Nhưng những luồng năng lượng đó đều đã bị Diệp Liên đè xuống. Thật ra thứ mà lúc đó Diệp Liên áp xuống chính là huyết mạch của hắn, thế nhưng, vì thực lực của nàng quá mạnh nên đã áp tất cả năng lượng bên trong cơ thể hắn xuống theo. Lúc này đây, hắn vừa mới hấp thu những thanh kiếm kia. Bởi vậy luồng năng lượng bên trong cơ thể lập tức bộc phát ra. Quỳnh! Vô số kiếm khí đột nhiên xuất hiện xung quanh Diệp Huyên, còn thân thể của hắn thì cũng dần dần phát sinh thay đổi. Cảm nhận được điều đó, Diệp Huyên liền ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra vậy? Quỳnh! Một luồng kiếm ý đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể hắn, rồi bao lấy xung quanh. Không ngờ dưới sự vây kín của những kiếm ý kia, bên trong làn da hắn lại xuất hiện từng chút kiếm khí mảnh và nhỏ vô cùng. Diệp Huyên thoáng kinh hãi, sự thay đổi này khiến hắn cảm thấy luống cuống. Nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, bởi vì hắn biết có lẽ điều này có liên quan đến vô địch kiếm thể mà cô gái váy trắng kia đưa cho hắn. Lẽ nào là lột xác? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó để cho những kiếm ý kia tùy ý cải tạo thân thể của hắn. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, tựa như đang bị vô số chiếc kim đâm vào. Trong lòng Diệp Huyên kinh hãi, hắn vội vàng hấp thu nước suối sinh mệnh bên trong tháp giới ngục. Khi những dòng suối sinh mệnh đó vừa mới tiếp xúc với thân thể của hắn, chúng nhanh chóng bị hấp thu sạch sẽ, chỉ một lát, nước suối sinh mệnh bên trong tháp giới ngục gần như mất dần với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Sau khi hấp thu vô số nước suối sinh mệnh, Diệp Huyên bỗng phát hiện cảm giác đau đớn lúc trước chẳng những không biến mất mà còn tăng thêm. Mà giờ phút này, hắn đã không thừa thời gian để quan tâm đến sự thay đổi của cơ thể nữa. Bởi vì hắn thật sự quá đau. Chưa bao giờ có cảm giác đau đớn như thế, hệt như dây thần kinh toàn thân đều bị kim đâm vào vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên vẫn đang mơ mơ màng màng. Mọi thứ cứ kéo dài như thế ước chừng một ngày một đêm.
Trong khoảng thời gian ấy, hắn đã phải trải qua sự tra tấn đến từ địa ngục, nhiều lần hắn đã có suy nghĩ tự tử. Bởi vì cảm giác đau đớn kịch liệt đó thật sự quá khó để đón nhận. Vào giữa trưa, hắn cảm thấy cảm giác đau đớn bên trong thân thể đã giảm đi nhiều. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, hử. Diệp Huyên nhìn Liên Thiển, sao vậy? Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt nàng ta có phần ngưng trọng, thân thể của ngươi. Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, hắn liếc nhìn cơ thể của mình, sau đó lập tức sững người. Cơ thể hắn lúc này so với ban đầu cũng không có bất kỳ thay đổi nào cả, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì sẽ nhận ra bên trong làn da hắn ẩn chứa những kiếm khí và kiếm ý vô cùng vô tận. Dường như cơ thể hắn được tạo thành từ những kiếm khí và kiếm ý đó vậy. Vô địch kiếm thể. Giờ phút này, hắn mới thực sự hiểu rõ cái gì được gọi là vô địch kiếm thể. Thể chất hiện giờ của hắn đã tương đương với kiếm thể, về phần có vô địch hay không thì hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Liên Thiển đột nhiên nói, bộ công pháp này của ngươi đúng là kỳ lạ, thân thể hiện giờ của ngươi hòa cùng một thể với kiếm ý và kiếm khí, có thể nói rằng cơ thể của ngươi đã mạnh đến mức khủng khiếp, ngươi thử sử dụng thanh kiếm kia xem. Nghe vậy, Diệp Huyên liền rút kiếm Thiên Chu ra, chém một nhát lên người mình. Zttt, một tia lửa lấp lóe trên người hắn. Còn thân thể cũng như lông tóc hắn lại không hề hư hại chút nào. Nhưng kiếm ý và kiếm khí thì lại mất đi khá nhiều, song hắn lại có thể lập tức bổ sung chúng. Liên Thiển nói, thân thể này của ngươi, đỉnh đấy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, trong lòng hắn lúc này cũng đang sao động tột cùng. Có thể nói thân thể hắn hiện giờ mạnh tới cực điểm, phải biết rằng ngay cả kiếm Thiên Chu cũng chẳng thể chém nổi cơ mà. Trừ điều đó ra, cảnh giới của hắn cũng có thay đổi lớn. Tự tạo cực cảnh lập tức đạt đến địa tiên cảnh. Về phần thân thể thì bây giờ không thể dùng cảnh giới để xác định được nữa. Nhục thể của hắn tuyệt đối có thể đối kháng với những cường giả có cấp bậc tương đương Mục Thanh Phong, mà không chỉ dừng ở đó, nếu như cường giả có cấp bậc giống Kiếm Mộc muốn tùy tiện hủy hoại thân thể hắn thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Ngoài điều này ra, nếu bây giờ hắn đối đầu với kiếm tu, chỉ cần những kiếm tu đó không phải loại người cực kỳ mạnh mẽ thì hắn đã đứng ở thế bất bại. Tất nhiên hắn cũng không dám lâng lâng coi thường, bởi vì cường giả trên thế giới này đếm không xuể, nếu như ngày nào đó thực sự gặp phải kiếm tu có cấp bậc giống như kiếm chủ của toàn tháp, vậy thì chẳng khác nào tự tìm chết. Tuy thực lực được tăng mạnh, nhưng Diệp Huyên vẫn biết bản thân mình thiếu sót nhiều lắm. Diệp Huyên nhìn Liên Thiển, Liên Thiển thoáng trầm mặc một lát rồi mới nói, ngươi tạm thời dừng ở cảnh giới này trước đã. Sau khi củng cố vững chắc thì mới có thể xông vào mệnh cảnh. Trong khoảng thời gian này, người cần tăng cường ba thứ nhất kiếm đạo, thứ hai kiếm kỹ, thứ ba kiếm vực. Đây chính là những thứ chủ chốt mà người cần quan tâm, đặc biệt là kiếm kỹ, người không những cần luyện thật tốt nhất kiếm vô lượng mà còn cần luyện thật tốt cả nhất kiếm định sinh tử. Nhất kiếm định sinh tử sao? Diệp Huyên thoáng trầm mặc, tất nhiên hắn không quên bộ kiếm kỹ này của mình, đó chính là bộ kiếm kỹ mà cô gái váy trắng đã dạy cho hắn. Nhưng từ sau khi sử dụng nhất kiếm vô lượng thì hắn cũng rất ít sử dụng bộ kiếm kỹ này. Vì nhất kiếm định sinh tử không mạnh ư. Kiếm kỹ của cô gái váy trắng tất nhiên là mạnh rồi. Liên Thiển bỗng nói, gần đây ta có nghiên cứu qua kiếm kỹ nhất kiếm định sinh tử của ngươi, và rồi ta phát hiện ra rằng kiếm kỹ ấy không có giới hạn cao nhất. Thế nhưng nếu muốn phát huy được uy lực thực sự của nó thì vô cùng khó. Mà bây giờ... cả thực lực lẫn kiếm kỹ của ngươi đều được tăng cao, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được điểm cốt yếu của kiếm kỹ này, thì hoàn toàn có thể phát huy được uy lực thực sự của nó. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Liên Thiển lắc đầu, ngươi vẫn chưa hiểu thấu đâu, ngươi phải nhớ rằng kiếm kỹ này không có giới hạn cao nhất, thế nhưng giới hạn bên dưới cũng lại rất thấp, nếu như không có cách nào hiểu được điểm cốt yếu của nó, ngươi sẽ chẳng thể phát huy được uy lực thực sự của nó. Diệp Huyên trầm mặc. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn từng nghe cô gái váy trắng nói rằng uy lực của bộ kiếm kỹ này được quyết định bởi tâm thái của hắn, khi đâm ra một kiếm, muốn đối phương sống hay chết đều tùy ý mình. Đây chính là điểm cốt yếu của bộ kiếm kỹ này. Nói thì đơn giản nhưng muốn làm được lại vô cùng khó khăn. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn cảm thấy môn kiếm kỹ đó là thứ cường giả sử dụng với kẻ yếu hơn, chỉ có vậy thì họ mới nảy sinh tâm cảnh miệt thị.
chứ còn một người thấp hơn người khác, sao có thể đòi một kiếm quyết định sự sống chết của người ta. Song lại hiểu rõ nếu cô gái váy trắng dạy hắn kiếm kỹ này, chắc chắn cũng có suy nghĩ riêng của nàng ấy. Vậy thì vấn đề lại tới rồi đây. Rốt cuộc hắn nên sử dụng kiếm kỹ này như thế nào nhỉ? Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Liên Thiển đứng cạnh khẽ lùi hẳn lại, nàng ta không quấy rầy Diệp Huyên thêm nữa. Nàng nhìn về phía chân trời, trong mắt thoáng lộ vẻ lo âu. Chắc chắn Diệp Huyên muốn tới Ngũ Duy. Mà một khi Diệp Huyên tới Ngũ Duy, phải biết rằng Ngũ Duy hiện giờ đã vô cùng khó đoán, nó đã không còn là Ngũ Duy mà nàng quen thuộc trước kia nữa rồi. Bên trong dãy núi, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi, trước mặt hắn là một thanh kiếm lơ lửng. Nhất kiếm định sinh tử. Giờ phút này, trong đầu hắn không ngừng xuất hiện hình ảnh lúc cô gái váy trắng giết người khi trước. Cô ấy đã giết người với tư thái như thế nào nhỉ? Coi thường. Trong mắt cô gái váy trắng là sự coi thường đối với sinh mạng, còn nữa, dường như tất cả trong đôi mắt ấy chỉ là loài sâu kiến nhỏ bé. Tự tin. Suy cho cùng vì cô ấy có đủ tự tin. Tất nhiên bởi vì cô ấy có đủ thực lực để tự tin. Thế nên, điểm cốt yếu của nhất kiếm định sinh tử chính là thực lực, nhưng ngoài thực lực ra còn có một yếu tố quan trọng khác chính là tự tin. Khi đối mặt với kẻ địch nhất định phải thật tự tin. Cho dù đánh không lại thì cũng phải có đủ tự tin để chém một kiếm giết người. Đó không phải tự lừa mình dối người, bởi vì nếu một người không tự tin thì sẽ chẳng thể làm được gì hết. Nhưng cũng không thể nào tự tin một cách mù quáng được, vì như thế chẳng khác nào đang tự lừa mình dối người cả. Diệp Huyên giơ tay nắm lấy thanh kiếm Thiên Chu trước mặt. Tự tin sao? Điều khiến mình tự tin là gì nhỉ? Chỗ dựa ư? Không thể không nói có một khoảng thời gian, sự tự tin của hắn quả thật đã xuất phát từ chỗ dựa. Có cô gái váy trắng, có A Liên, có tháp giới ngục, có kiếm Thiên Chu. Nói một cách đơn giản thì, thực lực của hắn thật ra được dựng xây từ các yếu tố bên ngoài. Loại tự tin đó chỉ là phù phiếm, không hề thực tế. Giống như trong chuyện kiếm tông lần này, cô gái váy trắng và A Liên đều không có mặt, thế nên bản thân hắn không chỉ suýt nữa toi đời, mà ngay cả Diệp Liên cũng thân vong. Sau khi không có ngoại lực kề bên, liệu hắn còn có đủ tự tin sao? Giờ phút này, Diệp Huyên đã hiểu rõ phần nào. Xuất phát điểm khiến hắn tự tin đã sai mất rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, bao nhiêu năm qua đã có rất nhiều người giúp đỡ hắn. Mà bản thân hắn không hề hổ thẹn vì điều này, thậm chí còn cảm thấy hơi lâng lâng. Thử hỏi, nếu như không có cô gái váy trắng, không có những người luôn đứng sau giúp hắn kia, liệu hắn có thể sống sót được tới bây giờ sao? Con người vẫn luôn cần dựa vào chính mình. Đúng vậy, dựa vào chính mình. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt. Liên Thiển ở một bên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không hề lên tiếng. Từ sau khi Diệp Liên đi, nàng ta bỗng phát hiện Diệp Huyên đã thay đổi phần nào. Lại không thể nói rõ là thay đổi những gì. Chẳng qua điều này cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì nàng ta nhận ra rằng Diệp Huyên của lúc này mới được coi là trưởng thành thực sự. Khoảng thời gian kế tiếp, ngày nào Diệp Huyên cũng đều điên cuồng nghiên cứu nhất kiếm định sinh tử. Đó là kiếm kỹ mà cô gái váy trắng đã dạy hắn, hắn muốn luyện nó đến cực hạn. Mà lần nào Liên Thiển cũng sẽ ở bên chỉ dẫn cho hắn. Diệp Huyên phát hiện, tuy rằng thực lực của Liên Thiển không phải cực mạnh nhưng kiến thức của cô gái này lại rất rộng, có thể nói rằng trong vũ trụ tứ duy này chẳng có mấy ai vượt qua cô gái này về mặt kiến thức cả. Bởi vậy, dưới sự chỉ dẫn của Liên Thiển, có thể nói rằng thực lực của Diệp Huyên đột nhiên tăng mạnh. Uy lực của nhất kiếm định sinh tử cũng là lần sau mạnh hơn lần trước. Sau khi kiếm tông bị tiêu diệt, vũ trụ tứ duy cũng bình ổn trở lại. Lưỡng giới thiên đã đoán được tòa tháp giới ngục đang ở trong tay Diệp Huyên, nhưng bọn họ chẳng có ai dám động. Hiện tại ai dám động đến? Sau khi Diệp Huyên tiến vào kiếm giới liền biến mất. Nhưng hắn thì vẫn sống sót bước ra. Có thể nói rằng hiện giờ Diệp Huyên chính là người nguy hiểm nhất vũ trụ tứ duy. Không có người thứ hai. Bởi vậy, cho dù người của lưỡng giới thiên biết tòa tháp giới ngục đang nằm trong tay Diệp Huyên, nhưng cũng không bên nào dám tới tìm hắn. Tháp giới ngục đúng là hấp dẫn thật đấy, nhưng mạng sống vẫn luôn quan trọng hơn cả.
Ước chừng một tháng sau, trong dãy núi vô tận bỗng vang lên một loạt tiếng kiếm reo. Tiếp theo đó, một luồng kiếm quang phá không vụt đi, những nơi luồng kiếm quang đó đi qua không gian bị xé rách, chỉ một thoáng đã khiến cả chân trời nứt ra một vết tích thật dài. Diệp Huyên lẳng lặng đứng trên đỉnh núi bên dưới, trong tay trái của hắn chính là kiếm Thiên Chu. Mà ở bên cạnh hắn lúc này chính là Liên Thiển, nàng ta vẫn mặc chiếc váy dài xanh biếc, lộ rõ vẻ điềm tĩnh thanh nhã. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nên đi tính toán nợ nần rồi. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, có thể nắm chắc không? Diệp Huyên đáp, có. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời, sau đó biến mất ở cuối chân trời chỉ trong chốc lát. Liên Thiển cũng biến mất theo. Nhoáng cái Diệp Huyên đã đi tới lưỡng giới thiên, hắn vừa mới xuất hiện tại đây thì một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt hắn, đó chính là Trần Các Lão. Trần Các Lão mỉm cười, Diệp Tiểu Hữu. Diệp Huyên gật đầu, có chuyện gì sao? Trần Các Lão thoáng do dự một lát rồi mới nói, Tiểu Hữu, chúng ta muốn cùng cậu thảo luận qua về món chí bảo ngũ duy kia. Diệp Huyên đột nhiên cắt ngang, cũng được thôi, nhưng hôm khác nhé. Dứt lời, hắn lập tức biến mất khỏi vị trí. Trần Các Lão lộ rõ vẻ mặt cứng ngắc, một lát sau mới chợt thở dài, Diệp Huyên của hiện giờ là người ưa mềm chứ không ưa cứng. Cho dù là lưỡng giới thiên cũng chẳng có can đảm để cứng rắn đối chọi chính diện với Diệp Huyên. Bỗng nhiên, Trần Thời Nhất xuất hiện trước mặt Trần Các Lão, ông ta thoáng liếc về phương hướng Diệp Huyên rời đi, nói khẽ càng ngày càng không nhìn thấu cậu ta nữa. Trần Các Lão gật đầu, thực lực cậu ta mạnh hơn trước đó không ít, hơn nữa, cậu ta đã đạt tới địa tiên cảnh, mặc dù thực lực chỉ là thế nhưng e là Lão Phu cũng không phải đối thủ của cậu ta. Trần Thời Nhất nói khẽ, e là bây giờ chỉ có cường giả như Hy Hoàng mới có thể ép được cậu ta thôi. Trần Các Lão khẽ gật đầu, bất kể thế nào, cậu ta cũng đã đồng ý nói chuyện với chúng ta, chứng minh rằng chúng ta vẫn còn hy vọng. Đợi cậu ta giải quyết xong chuyện riêng rồi chúng ta lại tìm cậu ta vậy, đến lúc đó sẽ từ từ ngồi xuống nói chuyện. Cũng không thể nào bỏ qua cơ hội đến vũ trụ ngũ duy được. Nói tới đây, dường như nghĩ đến điều gì mà ông ta lại khẽ nhíu mày, chuyện cậu ta muốn giải quyết là gì ấy nhỉ? Dứt lời, ông ta liền nhìn Trần Thời Nhất. Trần Thời Nhất thoáng trầm mặc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, ta biết rồi. Sắp xảy ra chuyện rồi. Diệp Huyên đi vào trong một khu rừng rậm, ở nơi hẻo lánh này có một dòng suối nhỏ, bên cạnh dòng suối có một đại thụ, trên một trạc cây của đại thụ đó có một căn nhà gỗ nhỏ vô cùng tinh xảo. Diệp Huyên đi tới cạnh dòng suối nhỏ, bỗng nhiên một lão già từ trong căn nhà nhỏ kia bước ra. Đó chính là Trúc Trượng lão nhân. Lúc trước từng cản hắn nhưng lại bị Hy Hoàng ngăn trở. Trúc Trượng lão nhân nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt có phần phức tạp. Tất nhiên lão ta đã biết chuyện của kiếm giới, nhưng lại không ngờ tới việc cả kiếm giới đều bị tiêu diệt. Đều là do Diệp Huyên làm ra. Trúc Trượng lão nhân biết chắc chắn không phải là Diệp Huyên. Cho dù Diệp Huyên có nghịch thiên tới mức nào chăng nữa thì cũng không thể tiêu diệt được toàn bộ kiếm tông. Nói cách khác, người đứng sau Diệp Huyên còn mạnh hơn cả những gì mà bọn họ tưởng tượng ra. Mạnh đến mức không gì sánh được. Tất nhiên lúc này Diệp Huyên tới đây là muốn tính sổ. Hy Hoàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách Diệp Huyên không xa, ông ta liếc nhìn Diệp Huyên, Tiểu Hữu, lúc trước Trúc Trưởng cũng chỉ vì nợ ân tình của kiếm mộc kia mà thôi, thật sự không cần phải. Có cần. Diệp Huyên đột nhiên cắt ngang, rất cần là đằng khác. Dứt lời, hắn liền chậm rãi đi về phía Trúc Trưởng lão nhân, trước nay ta luôn phân định rạch ròi ân oán, người giúp ta đều nhớ kỹ. Còn kẻ nào từng hại ta cũng sẽ nhớ rất rõ. Diệp Huyên vừa nói hết câu liền hóa thành một luồng kiếm quang, nhoáng cái đã mất hút bóng dáng. Thấy Diệp Huyên ra tay, Hy Hoàng thấp giọng thở dài. Ông ta biết việc này hết đường cứu vãn rồi. Thấy Diệp Huyên xuất chiêu, tất nhiên Trúc Trượng lão nhân ở phía xa sẽ không ngồi yên chờ chết, bàn tay phải của lão ta khẽ ấn xuống một cái. Quỳnh! Trong chớp mắt, một con rồng nước đột nhiên bay ra từ dòng suối nhỏ sau lưng Diệp Huyên, rồi lao thẳng về phía hắn. Diệp Huyên không hề để ý đến con rồng nước mới xuất hiện kia, cứ thế chém thẳng một nhát về phía Trúc Trượng lão nhân. Nhất kiếm vô lượng. Hắn vừa chém xuống, sắc mặt Trúc Trượng lão nhân lập tức biến đổi, trong bàn tay phải đột nhiên xuất hiện một cây trượng bằng trúc màu xanh sẫm,
lão ta nhanh chóng giơ ngang cây trượng chặn lại nhát kiếm kia. Uỳnh, tòa nhà phía sau lưng trúc trượng lão nhân lập tức hóa thành cho tàn, mà chính bản thân trúc trượng lão nhân cũng phải liên tục lùi lại, nhưng đúng lúc này con rồng nước kia cũng đã bao phủ quanh Diệp Huyên. Một thoáng lặng im, phụt, con rồng nước kia lập tức bị kiếm quang chém nát, ngay sau đó, một phần kiếm quang xuất hiện ngay trước mặt trúc trượng lão nhân. Trúc trượng lão nhân chỉ cây trượng về phía trước, một điểm nhỏ màu đen đột nhiên xuất hiện, bên trong điểm đen đó có một luồng sức mạnh cường đại đang bộc phát và phun ra ngoài tựa như núi lửa. Diệp Huyên cũng lại nâng kiếm lên chém. Nhất kiếm vô lượng. Uỳnh. Nhát kiếm lần này của Diệp Huyên vừa được chém xuống, không gian xung quanh hai người họ đã tiêu biến, mà cây trượng trúc trong tay trúc trượng lão nhân lập tức vỡ nát, nhưng lão ta cũng đã lùi lại về sau khoảng nghìn mét, kéo giãn khoảng cách với Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn trúc trượng lão nhân ở phía xa. Trúc trượng lão nhân trầm giọng nói, Diệp Huyên, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt thế sao? Diệp Huyên không nói gì, bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Xoẹt! Một ánh kiếm chợt lóe lên. Miệng của trúc trượng lão nhân ở nơi xa đột nhiên mím chặt, lão ta bỗng nắm chặt hai tay, rồi dồn hết lực về phía trước, đánh ra một chiêu, khư chỉ. Ầm ầm! Trong chớp mắt hai luồng sáng đen tựa như hắn động tràn ra từ chiêu thức đó của lão, tốc độ cực nhanh, nhoáng cái đã bao phủ trước mặt Diệp Huyên. Yên lặng một thoáng, giữa luồng sáng đen đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo, sau đó một luồng kiếm quang bay vụt ra khỏi đó. Thấy vậy, sắc mặt trúc trượng hoàn toàn thay đổi, bởi vì lúc này lão ta cách Diệp Huyên quá gần, cho nên không thể nào né tránh được, chỉ có thể gắng gượng đỡ lấy nhát kiếm đó, hai cánh tay lão ta bắt ngang trước ngực, rồi đẩy mạnh về phía trước. Xoẹt! Một kiếm này của Diệp Huyên đã chém đứt luôn hai tay của trúc trượng lão nhân, cùng lúc đó, sức mạnh cường đại ẩn chứa trong thanh kiếm của hắn cũng đánh bay trúc trượng lão nhân ra xa, cho đến khi dừng hẳn lại thì thân thể lão ta đã nổ tung, chỉ còn lại mỗi linh hồn. Chứng kiến cảnh ấy, sắc mặt của Hy Hoàng ở cách đó không xa lập tức trở nên nặng nề hẳn. Thực lực hiện giờ của Diệp Huyên này có vẻ mạnh quá rồi thì phải. Ở phía xa, trong lòng trúc trượng lão nhân cũng hoảng hốt, lão ta không ngờ thực lực của Diệp Huyên lại mạnh đến mức độ này, cậu ta thực sự chỉ là địa tiên cảnh thôi sao? Có mà đang giả trang thì có. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa cũng xuất hiện, kiếm thiên chu trong tay hắn đã đổi thành kiếm chấn hồn. Lúc nhìn thấy thanh kiếm chấn hồn này, sắc mặt trúc trượng lão nhân lập tức tái mét hoàn toàn, cứu ta với. Ở nơi xa, Diệp Huyên lập tức chém một nhát xuống. Tiếp theo đó, một luồng lực vô cùng mạnh mẽ lập tức bao phủ quanh hắn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, phía chân trời, một ông già chậm rãi bước tới. Ông già mặc trường bào đen rộng rãi, mái tóc dài được vấn lên, trong tay cầm một cây phất trần, ấn đường có một ấn ký màu đen. Lúc này, Hy Hoàng bước tới bên cạnh Diệp Huyên, khẽ nói, Sơn Quỷ Đạo Nhân. Rất mạnh. Sơn Quỷ Đạo Nhân nhìn Diệp Huyên, khẽ mỉm cười nói, Tiểu Hữu. Hắn đã bị cậu chém tới thân xác rồi, cậu có thể nể mặt lão đạo, tha cho ông ta một. Đúng lúc này, kiếm chấn hồn trong tay Diệp Huyên đột nhiên bay ra. Xoẹt! Ở đằng xa, trúc trượng lão nhân vẫn còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị kiếm chấn hồn cắm vào giữa ấn đường. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm chấn hồn bắt đầu điên cuồng hấp thu linh hồn của lão ta. Trong lòng trúc trượng lão nhân hoảng hốt, lão ta muốn phản kháng, nhưng, trước kiếm chấn hồn này, làm sao phản kháng lại được chứ? Chưa đến một nhịp thở, linh hồn của trúc trượng lão nhân đã trực tiếp bị kiếm chấn hồn kia hấp thụ sạch sẽ. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt của Sơn Quỷ Đạo Nhân khẽ híp lại, nhưng nụ cười trên mặt ông ta lại vẫn giữ nguyên trên môi. Tay phải Diệp Huyên ra chiêu, kiếm chấn hồn bay vào trong tay hắn, sau đó hắn xoay người rời đi. Sơn Quỷ Đạo Nhân trầm mặc không lên tiếng, cũng không ra tay. Không dám. Trước đây, tất cả mọi người đều đối với thực lực của những người đứng sau Diệp Huyên thì đều không hề hiểu rõ, nhưng bây giờ, sau khi toàn bộ kiếm tông bị hủy diệt, mọi người đều đã hiểu rõ phần nào rồi. Kiếm tông, đệ nhất tông môn đương thời đã bị Diệp Huyên hủy diệt, ai dám động đến hắn nữa chứ? Ngay cả những đại lão của lưỡng giới thiên hiện giờ đối với Diệp Huyên, cũng là kiêng dè không thôi. Một lúc sau, Sơn Quỷ Đạo Nhân lắc đầu nói, đây là quả mà trúc trượng lão nhân hắn tự chuốc lấy. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Sau khi im lặng một lúc,
Hy Hoàng cũng xoay người rời đi. Diệp Huyên vẫn chưa rời lưỡng giới thiên, mà đi tìm Trần Các Lão. Trần Các Lão nhìn Diệp Huyên trước mặt, tiểu hữu, chúc trượng lão nhân kia. Diệp Huyên nói, chết rồi. Chết rồi. Biểu cảm trên gương mặt của Trần Các Lão hơi cứng lại, một lúc sau, ông ta mới khẽ gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên nói, làm sao để đi tới Ngũ Duy? Trần Các Lão hơi giật mình, một khắc sau, ông ta có chút hưng phấn, tiểu hữu muốn đi Ngũ Duy sao? Nếu như là người khác nói muốn đi đến Ngũ Duy, ông ta nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng nếu là Diệp Huyên, thì có thể đi đến Ngũ Duy. Bởi vì trên người hắn, có tháp giới ngục kia. Diệp Huyên gật đầu, muốn đi. Trần Các Lão hưng phấn nở nụ cười, đang định nói thì Diệp Huyên lại lên tiếng, dẫn ta đi. Trần Các Lão vội vàng gật đầu, được. Cứ như vậy, Diệp Huyên đi theo Trần Các Lão suốt quãng đường, khoảng 2 canh giờ sau, hai người đã đến một mảnh tinh không, mà ở điểm cuối đỉnh đầu bọn họ, là một màn tấm chắn, trên tấm chắn này có đầy phù văn thần bí. Mà ở dưới tấm chắn đó, có một số thi thể đang trôi lửng lơ, không nhiều, chỉ có mười mấy xác, chỗ thi thể này có cả nam và nữ, bọn họ cứ trôi lơ lửng như vậy trong tinh không. Trần Các Lão nhìn tấm chắn kia khẽ nói, tiểu hữu, đây chính là tấm chắn của Ngũ Duy kia. Diệp Huyên nhìn về phía đám thi thể kia, vậy đây là. Trần Các Lão trầm giọng nói, cường giả của nhiều thời kỳ xông vào Ngũ Duy. Diệp Huyên hỏi, đều thất bại. Trần Các Lão gật đầu, đều thất bại rồi. Có một số người, thần hồn bị tiêu diệt, thân thể không tồn tại, còn với mười mấy người này, thực lực của bọn họ quá mạnh, vì thế vẫn giữ lại được thân thể, nhưng thần hồn đều đã bị diệt rồi. Diệp Huyên lại hỏi, bọn họ mạnh nhường nào? Sau khi Trần Các Lão trầm ngâm một lúc, đáp, trong đó có không ít cường giả đã đột phá đến đạo cảnh. Đột phá đến đạo cảnh. Diệp Huyên trầm mặc. Đột phá đến đạo cảnh. Điều này có nghĩa là những cường giả như Kiếm Mộc và Hy Hoàng cũng đều kém xa đối thủ của những thi thể trước mặt này. Phải nói rằng, hoàn toàn không thể so sánh được. Lúc này, Trần Các Lão thấp giọng thở dài, mặc dù ta ở lưỡng giới thiên chờ đợi, nhưng bản thân bọn ta biết, muốn xông vào, là quá quá khó. Đây cũng là lý do tại sao lưỡng giới thiên và Kiếm Tông vẫn luôn nhắm vào tiểu hữu. Bởi vì đối với bọn ta mà nói, chí bảo của Ngũ Duy kia, thực sự là tia hy vọng cuối cùng. Diệp Huyên nói, với thực lực hiện giờ của ta, cũng không có một chút tia hy vọng nào xông vào vũ trụ Ngũ Duy này, đúng không? Trần Các Lão gật đầu, phải. Ông ta biết thực lực của Diệp Huyên vốn đã rất mạnh, nhưng nếu Diệp Huyên muốn xông vào Ngũ Duy, thì chỉ có một con đường chết. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trần Các Lão sững sờ, sau đó vội vàng nói, tiểu hữu, cậu không đi Ngũ Duy nữa sao? Diệp Huyên dừng bước, Trần Các Lão, ông đã bao giờ nghĩ, cho dù chúng ta sử dụng vật này để tiến vào Ngũ Duy, nhưng sau đó thì sao? Chúng ta có thể sống ở bên đó không? Trần Các Lão không nói nên lời, bởi vì ông ta chưa nghĩ đến vấn đề này. Những gì ông ta nghĩ trước đây đều là làm thế nào mới đủ để đi. Diệp Huyên lại nói, giờ chúng ta đi Ngũ Duy, thì chính là đi nộp mạng. Trần Các Lão trầm mặc một lúc rồi hỏi, thế không đi nữa sao? Diệp Huyên nhìn về phía Trần Các Lão, đi, nhưng không phải là đi đường tắt, mà là xông vào. Xông vào. Trần Các Lão kinh ngạc nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, cậu muốn xông vào Ngũ Duy. Diệp Huyên gật đầu, Trần Các Lão, ông truyền lời xuống dưới, tới lúc đó nếu như ông muốn đi Ngũ Duy, Diệp Huyên ta có thể dùng vật này mở ra thông đạo Ngũ Duy cho ông, để cho các ông tiến vào, có điều. Không phải lúc này, hiện giờ thực lực của ta vẫn chưa đủ, không có cách nào khống chế tòa tháp này. Nghe vậy, Trần Các Lão ngay lập tức có chút kích động, giọng run run nói, thật sao? Diệp Huyên gật đầu thật, có điều, trong khoảng thời gian này, ta cần các ông giúp một chút, cũng không lâu lắm, nhiều nhất là 3 năm. Trần Các Lão hít sâu một hơi, ông ta cung kính một lễ, trong 3 năm, tiểu hữu có yêu cầu gì, cứ việc phân phó. Diệp Huyên gật đầu, được, hiện tại, ta cần một ít kiếm, cấp bậc càng cao càng tốt, càng nhiều càng tốt. Trần Các Lão trầm giọng nói, tiểu hữu yên tâm, chờ một lát ta sẽ đi làm ngay. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bích chướng của Ngũ Duy, lần này,
hắn muốn dựa vào thực lực của chính mình để đi tới ngũ duy, không đi bất cứ đường tắt nào. Một lúc sau, Diệp Huyên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Đứng tại chỗ, Trần Các Lão ngẩng đầu nhìn về phía tấm chắn của ngũ duy. 3 năm. Ông ta biết, với thực lực của mình, cho dù tới được ngũ duy, cũng có thể sẽ chỉ là bia đỡ đạn, nhưng ông ta vẫn muốn đi thử. Hơn nữa, không chừng sau khi đến ngũ duy, lại có một khởi đầu mới thì sao? Dù sao ở tứ duy này cũng chỉ là sống tạm bợ, hơn nữa, ông ta cũng không còn bao nhiêu thời gian để sống tạm bợ nữa rồi. 3 năm. Đối với ông ta mà nói, sẽ qua trong nháy mắt mà thôi. Diệp Huyên đến một đỉnh núi, hắn đứng ở bên vách núi, hai mắt từ từ nhắm lại. Diệp Liên. Lúc này, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh Diệp Liên lúc rời đi. Ngũ Duy. Lúc trước, hắn không hề nghĩ sẽ muốn đến Ngũ Duy, nhưng bây giờ, hắn bắt buộc phải đi. Hắn mặc kệ nữ đế tu la gì đó, hắn chỉ biết rằng, đó là Diệp Liên muội muội của hắn. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta trầm giọng nói, A Việt tìm tới đại tỷ rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiển, đại tỷ. Liên Thiển gật đầu, đại tỷ của bọn ta, có điều, tỷ ấy nói tỷ ấy có việc chậm trễ, tạm thời không thể đến gặp ngươi. Nói đoạn, nàng ta nhìn Diệp Huyên, tỷ ấy cũng muốn gặp ngươi. Diệp Huyên hỏi, gặp ta. Liên Thiển khẽ gật đầu, tỷ ấy có lẽ cũng có hứng thú với ngươi. Diệp Huyên đáp, được. Liên Thiển nói về kiếm kỹ và kiếm vực của ngươi còn có cả kiếm ý của ngươi nữa. Kiếm vực hiện giờ của ngươi là lấy kiếm ý của ngươi làm nền tảng, lấy kiếm thành vực, vậy nên nòng cốt kiếm vực của ngươi là kiếm ý. Diệp Huyên hỏi, ở ngũ duy cũng có kiếm tu sao? Liên Thiển gật đầu, có, rất nhiều. Có điều, kiếm tu của ngũ duy không giống như kiếm tu của tứ duy. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, không giống chỗ nào. Liên Thiển trầm giọng nói, kiếm tu năm chiều, bọn họ tu kiếm, nhưng, bọn họ càng chú trọng đến kiếm kỹ hơn, mà kiếm kỹ của bọn họ, không giống với kiếm kỹ của tứ duy, chẳng hạn như nhất kiếm vô lượng của ngươi, ngươi đối với môn kiếm kỹ này quả thực vẫn chưa tính là hiểu biết thực sự. Diệp Huyên nói, xin rửa tay lắng nghe. Liên Thiển nói, ngươi có biết tại sao kiếm kỹ này có thể bất chấp cảnh giới, bất chấp bất kỳ đạo tắc hoặc quy luật nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Liên Thiển nói, ta cũng không thể trong một lúc liền có thể giải thích rõ ràng tường tận cho ngươi biết được, nói một cách đơn giản, nhất kiếm vô lượng này bao hàm quá nhiều kiến thức mà vũ trụ tứ duy các ngươi chưa từng được tiếp xúc qua. Ví dụ như không minh cảnh, sau khi ngươi thi triển nhất kiếm vô lượng, liền sẽ ngay lập tức lẩn vào không minh cảnh, mà không minh cảnh này, thực ra chính là một loại không gian đặc biệt. Mà loại không gian này là một loại không gian độc lập, nói một cách đơn giản. Cho dù vũ trụ tứ duy bị chôn vùi, ngươi chỉ cần tiến vào không minh cảnh, cũng có thể tạm thời được bảo đảm an toàn. Diệp Huyên sững sờ, sau đó nói, vậy ta chỉ cần tiến vào không minh cảnh, há chẳng phải là vô địch rồi sao? Liên Thiển nhàn nhạt nói, ngươi có thể ở trong không gian đó mãi sao? Diệp Huyên lắc đầu, nếu giờ hắn bước vào không minh cảnh, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được nửa canh giờ. Liên Thiển nói, những thứ ngươi dùng trước kia là kiếm vực, huyết mạch chi lực, nhất kiếm vô lượng, không hề sử dụng đến pháp tắc không gian cũng với pháp tắc đại địa. Bây giờ, ngươi hãy thêm hai cái này thử xem, tất nhiên, không được sử dụng huyết mạch chi lực. Nàng ta có thể coi như là đã hiểu. Sức mạnh huyết mạch này của Diệp Huyên chính là sự tồn tại gian trá, đương nhiên huyết mạch này mặc dù có uy lực lớn mạnh, nhưng cũng sẽ phản phệ. Phải biết rằng, trước đó nếu như không phải là đại địa tu la kia cưỡng hành trấn áp cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thể tỉnh lại. Nghe được những lời này của Liên Thiển, Diệp Huyên gật đầu, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, chẳng bao lâu sau, giữa ấn đường của hắn hiện ra đạo tắc không gian và đạo tắc đại địa. Trong nháy mắt, sức mạnh mạch đất vô cùng vô tận ở bốn phía tụ tập về phía hắn, không chỉ có vậy, không gian xung quanh cũng bắt đầu dần dần rung chuyển. Sau một lúc im lặng, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, nơi chân trời phía xa xa, chợt hiện lên một thanh kiếm, mà chính vào khoảnh khắc thanh kiếm này xuất hiện, trên đầu kiếm có một chữ tù đỏ như máu, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí bao phủ xung quanh. Kiếm vực, nhất kiếm vô lượng, lục tự chân ngôn, đạo tắc đại địa, đạo tắc không gian. Có thể nói, uy lực của nhất kiếm hiện tại này của hắn,
đã không còn thấp so với lúc có sức mạnh huyết mạch, mà nếu như hắn tái vận dụng sức mạnh huyết mạch, vậy thì uy lực sẽ càng thêm kinh người. Rất mạnh. Nhưng Diệp Huyên biết rất rõ, nhất kiếm này tuy rằng rất mạnh, nhưng hoàn toàn không phải là thực lực thực sự của bản thân hắn. Đây là nhất kiếm dùng các loại ngoại vật đắp lên mà thành. Diệp Huyên quay đầu nhìn Liên Thiển, đang định nói, thì lúc này phía chân trời kia đột nhiên tách ra, một tia sét đánh xuống, tia sét này trực tiếp đánh về phía Diệp Huyên và Liên Thiển. Diệp Huyên và Liên Thiển ngẩng đầu nhìn lên, trong tia sét đó, có một người đàn ông trung niên đang đứng. Người đàn ông trung niên từ trên nhìn xuống Diệp Huyên phía dưới, ta đến để nói với ngươi, bọn ta đã mất kiên nhẫn rồi. Cả ngươi và người phụ nữ sau lưng ngươi kia, tất cả đều phải chết. Tiên tri ngũ duy. Liên Thiển biết rõ, cho dù là ngũ duy hay là tứ duy thì cũng không có ai giết được tiên tri. Chỉ cần ông ta không muốn chết, thì tuyệt đối không có ai có thể giết chết ông ta. Nếu đã không chết, vậy ông ta đã đi đâu? Một lát sau, Liên Thiển lắc đầu, không suy nghĩ về vấn đề này nữa. Việc cấp bách bây giờ là quay về vũ trụ ngũ duy. Tuy rằng trở về nguy hiểm, nhưng trở về có nghĩa là sẽ có cơ hội lớn hơn tìm thấy được chủ nhân. Lúc này, Liên Thiển thu hồi suy nghĩ, nàng ta nhìn cách đó không xa, Diệp Huyên ở đằng xa đứng lên, nhờ sự chữa trị của nước suối sinh mệnh, vết thương của hắn khôi phục rất nhanh. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tia sét đen kia. Tránh các mũi nhọn, tìm sơ hở của đối phương, một đòn mất mạng. Sau khi trầm tư một lúc, Diệp Huyên đột nhiên chém ngược lên trên, một đạo kiếm khí xuyên qua không trung. Nhưng đạo kiếm khí này còn chưa đến gần tia sét đen kia, đã lập tức biến mất không tung tích. Lúc này, tia sét đen kia bỗng nhiên đánh xuống từ trên không trung, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức làm Diệp Huyên sởn tóc gáy. Không có một chút do dự nào, hắn xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, trong chớp mắt biến mất khỏi phía chân trời. Liên Thiển. Hơi thở của Diệp Huyên biến mất, tia sét đen trên không trung kia dừng lại một lát, sau đó trở về chỗ cũ. Thấy tia sét đen không đuổi theo, Diệp Huyên dừng lại. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện ở bên cạnh hắn, Diệp Huyên mỉm cười gượng gạo. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, người tiếp tục. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía tia sét đen kia, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Lực lượng của tia sét đen này vượt xa hắn, cứ gắng gượng công kích là hoàn toàn không thể, nhưng nếu không công kích, vậy phải làm sao mới có thể đánh thắng? Lúc này, Liên Thiển chợt lấy ra một thanh gỗ dài tầm cánh tay, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người nói xem nên bẻ gãy thanh gỗ này từ chỗ nào thì tương đối dễ gãy. Diệp Huyên nói, dĩ nhiên là chính giữa. Nói đến đây, hắn ngẩn người. Chính giữa. Lúc này đây, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Sơ hở. Khi đối địch với người khác, nếu có thể tìm được sơ hở của đối phương, thì có phải sẽ càng có thể làm ít ăn to? Câu trả lời là tất nhiên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tia sét đen, sơ hở của tia sét đen này là cái gì? Liên Thiển nói, người có biết cảnh giới của phàm kiếm là gì không? Diệp Huyên nhìn Liên Thiển. Liên Thiển nhẹ giọng nói, cái gọi là phàm kiếm, thật ra chính là bản chất, nhìn thấu bản chất. Giống như thanh gỗ trong tay ta đây, ngươi vừa nói dùng lực từ giữa sẽ dễ bẻ gãy, điều này không sai, nhưng nếu chúng ta nhìn xa hơn, càng thấu đáo hơn một chút, ngươi sẽ phát hiện, nếu như dùng lửa sẽ càng dễ dàng phá hủy nó. Đương nhiên, thực lực chênh lệch quá lớn, lấy mạnh đánh yếu, thì dùng lực lượng gì cũng đều được. Nhưng nếu lấy yếu thắng mạnh, ngươi nhất định phải tìm cách. Dùng điểm mạnh của mình tấn công điểm yếu của đối phương. Nói xong, nàng ta nhìn thanh gỗ trong tay, vạn vật tương sinh tương khắc, ví dụ như thanh gỗ trong tay ta, nếu một người bình thường muốn bẻ gãy nó, đó không phải là chuyện dễ dàng, cho nên, bọn họ sẽ lựa chọn dùng đao, dùng cưa, dùng rìu, dùng lửa. Diệp Huyên trầm lặng. Liên Thiển lại nói, lấy yếu đánh mạnh, thực lực bản thân chênh lệch lớn, nếu vẫn muốn cứng đầu đối kháng, thì chính là ngu xuẩn. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, hiểu. Liên Thiển tiếp tục nói, bản chất, phàm kiếm thật ra chính là chỉ bản chất vạn vật. Muốn thấu hiểu bản chất vạn vật, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà ngươi phải đi theo hướng này. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, kiếm của cô gái váy trắng có phải là phàm kiếm không? Còn hơn thế, Liên Thiển trầm giọng nói, nàng ta tuyệt đối không chỉ dừng ở tầng phàm kiếm này,
còn về phần đã đạt đến trình độ nào. Ta cũng không biết, cũng không cách nào đánh giá, bởi vì ta không có tư cách. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần lôi màu đen kia. Phải làm sao mới có thể đánh thắng thần lôi màu đen kia? Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Sơ hở. Hắn biết phải tìm sơ hở, nhưng sơ hở này không dễ để tìm thấy. Liên Thiền nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên phải dựa vào chính mình. Đúng lúc này, hai mắt Diệp Huyên đột nhiên sáng lên, có rồi. Liên Thiền nhìn về phía Diệp Huyên, hắn đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại, hắn đã ở phía chân trời, mà lúc này, tia sét kia bỗng nhiên đánh xuống. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên lại biến mất. Trốn vào không minh cảnh. Tia sét kia nhất thời dừng lại ở không trung, bởi vì nó đã bị mất đi mục tiêu. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt xuất hiện phía sau tia sét kia, cùng lúc đó, hắn chém ngay một kiếm lên nó. Tia sét run lên kịch liệt, Diệp Huyên trực tiếp bị đánh bay, nhưng khi vừa mới bay đi, hắn lập tức biến mất. Lại trốn vào không minh cảnh. Tia sét kia ngẩn ra, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên đầu nó, lại là một kiếm đâm xuống. Tia sét rung lên kịch liệt, vô số ánh chớp đánh ra bốn phía, Diệp Huyên lại bị đánh bay, nhưng cũng giống như lúc trước, mới vừa bị đánh bay, hắn lại đi vào không minh cảnh. Tia sét kia yên lặng trong chốc lát, đột nhiên, nó run lên kịch liệt, một mảnh ánh chớp bùng nổ, trong khoảnh khắc, cả phía chân trời trực tiếp biến thành hư vô. Mà Diệp Huyên ở ngay bên cạnh tia sét, lúc này trong lòng hắn có hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện lực lượng của tia sét kia không gây ra bất kỳ thương tổn đáng kể nào cho hắn, đương nhiên, mảnh không gian này bị vỡ tan, hắn vẫn là bị ảnh hưởng. Nhưng với cơ thể hắn mà nói, chút ảnh hưởng ấy gần như có thể nói là không có. Nói cách khác, chỉ cần hắn tiến vào không minh cảnh, trong khoảng thời gian đó, hắn gần như ở vào trạng thái vô địch. Lúc này, hắn mới thật sự nhận ra sự khủng bố của nhất kiếm vô lượng này. Môn kiếm kỹ này chính là dành cho sát thủ dùng. Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian ngắn hắn chỉ có thể sử dụng nhất kiếm vô lượng nhiều nhất 3 lần, nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể tiến vào không minh cảnh 3 lần. Mà bây giờ, hắn không lựa chọn tiếp tục ra tay, mà lui về một bên, bắt đầu chữa thương. Cách đó không xa, tia sét kia vẫn đang tàn sát bừa bãi, có thể nhìn ra nó rất tức giận. Cứ như vậy sau khoảng nửa canh giờ, tia sét kia mới ngừng lại. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, tia sét lập tức run lên kịch liệt, đánh một mảnh ánh chớp ra, nhưng mà Diệp Huyên lại biến mất. Ánh chớp đánh ra từ trong bầu trời sao, khắp bầu trời đều rung lên. Phía dưới, Liên Thiển lắc đầu cười, nàng ta biết Diệp Huyên đang dùng phương pháp gì. Dày vò. Ta không đánh thắng được ngươi, nhưng ta phải dày vò chết ngươi. Không thể không nói, đây cũng là một cách. Cứ như vậy, Diệp Huyên dày vò từng chút một, trong lúc này, hắn vẫn rất cẩn thận, bởi vì lực lượng của tia sét này quá mạnh mẽ, hắn căn bản không chịu nổi, bởi vậy, hắn chỉ có thể dày vò, mà không thể cứng rắn đối kháng. Trước kia khi giao chiến với người, hắn ỷ vào cơ thể mạnh mẽ và kiếm thiên chu trong tay, đều là cứng rắn đối kháng với người ta. Nhưng bây giờ, hắn lấy yếu đánh mạnh, sẽ không có thể làm như vậy nữa. Mà lúc này, tia sét kia đã bị hắn dày vò cho càng lúc càng tức giận. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, một vùng đất không xác định, một cô gái bước đi chậm rãi trong khoảng hư vô, cô gái có mái tóc trắng bạc, dáng người nhỏ xinh, ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lùng. Không biết qua bao lâu, nàng ta đột nhiên dừng lại, lúc này, ba ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái, ba ông lão vội vàng quỳ xuống, ông lão đứng đầu run giọng nói, chủ nhân, người đã trở lại. Cô gái từ từ nhắm hai mắt lại, nói về ngũ duy hiện giờ. Ông lão trầm giọng nói, từ sau khi tiên tri biến mất, trật tự của ngũ duy bắt đầu hỗn loạn. Tuy rằng vị của thiên vực kia vẫn còn, nhưng chủ nhân cũng biết, không có tiên tri duy trì, nàng ta căn bản không có đủ năng lực thống trị ngũ duy. Nói đến đây, ông ta dừng một chút, lại nói, theo như chúng tôi biết, những năm gần đây, nàng ta vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm tiên tri, nhưng không có chút manh mối nào. Cô gái trầm lặng một lát, lại nói, hiện giờ thực lực của nàng ta như thế nào? Ông lão lắc đầu, không ai biết,
bởi vì nàng ta đã rất lâu rồi chưa lộ mặt. Cô gái gật đầu, tiếp tục. Ông lão nói, ngoài nàng ta ra, chủ nhân của thương khung giới phía nam Gian Huyết cũng đang tìm tiên tri, người này càng thêm điên cuồng, vì để tìm kiếm tiên tri, người này đã xông vào vùng duy độ hư vô chưa xác định, đến nay vẫn chưa về. Duy độ hư vô. Nghe vậy, cô gái nhất thời nheo mắt lại. Đó là một vùng duy độ chưa xác định, từ trước tới nay, chỉ có một người đi vào mà có thể ra. Đó chính là tiên tri. Mà sau khi ông ta đi ra, đã cười nói một câu, thế giới thật kỳ diệu. Cô gái nói, học phủ vạn duy thì sao? Ông lão nói, lúc mới từ đầu, sau khi tiên tri biến mất, bọn họ đã từng tìm kiếm, nhưng về sau, chủ nhân mới của học phủ vạn duy là Trần Thiên đã không tìm kiếm nữa. Ngược lại, hắn ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tháp giới ngục của tiên tri. Nhưng mà vị nữ phu tử của học phủ vạn duy vẫn còn tìm kiếm. Nữ phu tử. Nghe vậy, cô gái nhìn về phía ông lão, nàng ta bây giờ đang là cảnh giới gì? Ông lão lắc đầu, không biết. Lần gần đây nàng ta xuất hiện là 1000 năm trước, lúc ấy nàng ta xuất hiện tại tiên cư lâm mà tiên tri từng ở, khi đó nàng ta cưỡi một con lừa, tay cầm một quyển sách. Cô gái im lặng một lát, nhẹ giọng nói, nàng ta vẫn là không bỏ xuống được. Ông lão do dự một chút, sau đó hỏi, thuộc hạ không rõ, vì sao nàng ta vẫn luôn cố chấp tìm kiếm tiên tri. Cô gái nói, năm đó khi nàng ta 6 tuổi, bị cha mẹ phát hiện tiên thiên của nàng ta thiếu một hồn một phách, hơn nữa trí lực thiếu hụt, cả đời không thể tu luyện, sau đó nàng ta bị vứt bỏ ở bãi tha ma, để nàng ta tự sinh tự diệt, là tiên tri đi ngang đưa nàng ta đi. Mặc dù nàng ta thiếu mất hồn phách, nhưng nàng ta là người có thành tựu cao nhất trong số học trò của tiên tri, nếu nàng ta thích tranh giành thì chủ nhân bây giờ của học phủ vạn duy không phải là Trần Thiên kia. Ông lão khẽ gật đầu. Nữ phu tử này có uy danh cực cao ở học phủ vạn duy, không đúng, phải nói là có uy danh vô cùng cao ở cả vũ trụ ngũ duy. Bởi vì nàng ta không tranh giành, nàng ta đối tốt với mọi người. Lúc này, ông lão đột nhiên nói, chủ nhân. Chúng ta đã biết được tháp giới ngục kia nằm trong tay một chàng trai tên Diệp Huyên ở Tứ Duy. Diệp Huyên. Trong mắt cô gái bỗng có một tia dao động, ta biết. Ông lão trầm giọng nói, Trần Thiên chuẩn bị ra tay. Nghe nói, mục tiêu của hắn ta không chỉ là chàng trai tên Diệp Huyên kia, còn có một cô gái kiếm tu. Lúc này đây, bọn họ chuẩn bị làm thật rồi. Nói đến đây, ông ta dừng một chút, sau đó nói, chủ nhân. Tháp này có thể mở ra phòng sách vạn vật, bởi vậy, thuộc hạ đã tự ý phái người đi, chỉ cần Trần Thiên ra tay với cô gái kiếm tu kia, người của chúng ta sẽ ra tay với Diệp Huyên, khi đó. Cô gái đột nhiên nói, bảo bọn họ trở về. Nói xong, nàng ta cau mày lại, bởi vì, những lời này nàng ta không hề nghĩ ngợi đã nói ra, giống như là bản năng. Ông ta có chút kinh ngạc, chủ nhân. Cô gái im lặng một lát. Nói, bảo bọn họ trở về. Ông lão nhìn thoáng qua cô gái, không dám phản bác, lập tức khẽ gật đầu, sau đó lặng yên rời đi. Sau khi ông lão đi, cô gái mở lòng bàn tay ra, một bức tượng người gỗ xuất hiện trong tay nàng ta, nhìn thấy người gỗ trong tay, từng hình ảnh bỗng xuất hiện trong đầu nàng ta. Oa, huynh, đêm nay ăn cá sao? Thơm quá, huynh, sao huynh không ăn? Huynh ăn rồi, muội xem. Bụng to rồi này. Huynh chỉ gọi một bát mì sao? Huynh ăn rồi, muội xem, bụng lớn như vậy. Chấm chấm chấm. Huynh, nếu bệnh này của muội chữa không khỏi, đợi sau khi muội chết, huynh hãy đem cho cốt của muội để trong một ống trúc nhỏ mang theo bên người, muội muốn mãi mãi đi theo bên cạnh huynh, được không? Nếu chữa không khỏi, huynh sẽ chết cùng muội. Vì sao? Huynh không muốn muội cô đơn ở thế giới bên kia. Chấm 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 chấm. Qua một lúc lâu sau, cô gái thu hồi người gỗ trong tay và nhẹ giọng nói, ngươi là một ca ca tốt. Nói xong cô gái biến mất tại chỗ. Bên trong tinh không, một tia sét rung động. Xung quanh tinh không trực tiếp bắt đầu rung chuyển dữ dội dưới sự rung động của tia sét này. Im lặng trong chốc lát, trên đỉnh đầu tia sét đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm quang sáng chói. Ngay sau đó, kiếm quang trực tiếp chém thẳng xuống. Tia sét đen rung lên dữ dội, sau đó một tia sét chấn động truyền ra. Một trận chiến kịch liệt nổi lên phía chân trời. Thế nhưng lại không thấy Diệp Huyên đâu nữa.
cọ sát. Hiện tại Diệp Huyên chính là đang áp sát vào để ma sát. Thật ra, tuy rằng hắn không có khả năng chiến thắng được tia sét đen này nhưng hắn thu hoạch được rất nhiều. Ngang nhiên trốn tránh khuyết điểm, trốn tránh mũi nhọn, tìm ra sơ hở rồi ra một kích chí mạng. Bây giờ hắn đã học được làm sao để né tránh khuyết điểm, trốn tránh mũi nhọn, còn về phần tìm ra sơ hở, hắn vừa mới bắt đầu. Tìm ra được sơ hở không phải là một chuyện đơn giản. Đặc biệt là thần lôi này, thoạt nhìn không hề có sơ hở. Nhưng hắn biết nhất định là có sơ hở. Bên cạnh, Liên Thiển nhìn Diệp Huyên không ngừng cọ sát với thần lôi ở phía xa, trong lòng nàng ta thấy có đôi chút ngạc nhiên, bởi thiên phú của Diệp Huyên quả thật không tồi. Tuy không phải dạng yêu nghiệt siêu cấp có thể thông suốt trong khoảng thời gian ngắn, nhưng ít ra hắn đã rất cố gắng. Cố gắng mỗi ngày. Chủ nhân của nàng ta từng nói, thiên phú bẩm sinh là trời cao ban cho, nhưng sự cố gắng mỗi ngày quan trọng hơn. Nếu không nỗ lực chính là đang lãng phí thiên phú của mình. Mà Diệp Huyên cũng rất cố gắng. Cứ như vậy, sau khoảng 10 ngày giằng co, hiện tại Diệp Huyên đã có thể chiến đấu với tia sét đen chỉ trong vòng độ nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, hắn đã hóa giải được những đợt tấn công của tia sét đen nhiều lần một cách hoàn mỹ. Tuy nhiên hắn vẫn khó có thể phản kích, bởi vì một khi đến gần tia sét đen, hắn phải kiên cường chống lại đối phương. Mà sức mạnh hiện tại của hắn hoàn toàn không chống lại được đối phương. Một lát sau, Diệp Huyên dừng lại, hắn quay lại bên cạnh Liên Thiển, hắn nhìn thần lôi ở phía cuối chân trời, Liên Thiển cô nương, chiến thắng tia sét đen này là có thể trực tiếp đi vào ngũ duy sao? Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, người đang nghĩ gì vậy? Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiển, sao vậy? Liên Thiển nói, thần lôi này chỉ là ải thứ nhất, ngươi chiến thắng nó, phía sau còn có ải thứ hai, ải thứ ba, ải thứ tư, ải thứ năm. Diệp Huyên. Liên Thiển lại nói, đường đi của ngươi còn dài lắm, hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Liên Thiển liếc nhìn thần lôi kia, có lẽ ngươi cũng có thể đổi phương pháp khác. Nói xong, nàng ta xoay thân rời đi. Diệp Huyên đứng tại chỗ ngây người. Đổi phương pháp khác? Đổi cái gì? Diệp Huyên nhìn về phía thần lôi, hắn trầm tư suy nghĩ rất lâu, đột nhiên hai mắt hắn sáng rực lên, khóe miệng hơi nhếch cao. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, tại sao hắn lại đơn giản chỉ dùng mỗi kiếm? Nghĩ vậy, Diệp Huyên lắc đầu, bản thân tự thấy có chút ngu dốt. Không nghĩ nhiều, đột nhiên hắn hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao. Diệp Huyên vừa mới ra tay, tia sét đen ở phía chân trời kia bỗng nhiên rung động. Ngay sau đó, vô số tia sét bắn ra từ trong không trung. Lúc này, Diệp Huyên nhíu mày, trong không gian bất chợt xuất hiện đạo tắc. Ngay sau đó, một chữ tù đỏ như máu đột nhiên hiện lên phía trên tia sét. Cùng với sự xuất hiện của chữ tù, tia sét trực tiếp bị một đạo hồng quang bao phủ, cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh thần bị bao phủ lấy tia sét đen kia. Lần này, dường như tia sét đen kia nhận thấy được nguy cơ, nó rung lên dữ dội, từng tia sét khủng bố không ngừng chấn động lao ra. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyên lại biến mất. Lại không thấy nữa. Trong bóng tối, giờ phút này Diệp Huyên có chút hưng phấn. Vừa rồi hắn cũng không phải muốn lợi dụng lục đạo chân ngôn cùng với nhất kiếm vô lượng và kiếm vực giết đối phương, mà là muốn nhìn xem một kích cực mạnh này của hắn có thể tạo ra uy hiếp cho đối phương hay không. Nhưng hắn thật không ngờ khi đối phương bị bao phủ bởi kiếm vực, hắn phát hiện ra một điều mới. Sơ hở. Khi bị kiếm vực bao phủ, hắn phát hiện sơ hở của tia sét. Sau khi tia sét ổn định lại, đột nhiên Diệp Huyên xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Ngay sau đó kiếm vực trực tiếp bao phủ lấy tia sét. Trong nháy mắt mấy luồng kiếm quang trực tiếp chém vào phía trên tia sét. Vô số tia sét nổ tung. Trong nháy mắt Diệp Huyên bị đánh bay ra ngoài. Sau khi hắn dừng lại lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tia sét. Giờ phút này tia sét trở nên có chút hư ảo nhưng rất nhanh đã ngưng tụ lại. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên nhất thời hơi u ám. Đúng lúc này, tia sét đen ở phía xa kia đột nhiên biến mất. Keng! Diệp Huyên chợt co rụt đôi đồng tử, hắn mạnh mẽ chặn ngang thanh kiếm. Một mảnh sấm sét nổ ra trước mặt hắn. Hắn trực tiếp bay ra ngoài. Trong quá trình hắn bay ra, sấm sét quanh thân hắn không ngừng nổ tung. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, ở trước mặt hắn,
vô số tia sét bắn nhanh về phía hắn giống như mưa sa bão táp. Trong lòng Diệp Huyên thầm kinh hãi, hắn không hề do dự, trực tiếp trốn vào không minh cảnh. Bên trong tinh không, vô số tia sét quét qua tàn sát bừa bãi, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Lần này, nó kéo dài khoảng một lúc lâu sau mới dừng lại. Phía bên dưới, Diệp Huyên nhìn sấm sét bao phủ tinh không trên đỉnh đầu, nghĩ lại mà sợ mãi không thôi. Hắn cảm giác được vừa rồi tia sét đen thực sự tức giận. Tại sao lại tức giận? Bởi vì một kiếm kia của hắn đã đả thương nó. Lúc này Liên Thiển xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn tia sét đen kia và khẽ nói, một kiếm vừa rồi của ngươi có thể mạnh hơn. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiển nói, bùng nổ, tốc độ, ngươi có thể vận dụng không gian đạo tắc thêm vào một kiếm này của ngươi, để cho tốc độ và sức mạnh một kiếm này của ngươi đạt tới cực hạn. Hơn nữa với đặc điểm kiếm vực của ngươi, tìm được nhược điểm của nó sau đó giáng cho nó một kích chí mạng. Tất nhiên với thực lực hiện tại của ngươi, muốn giết nó vẫn là điều không thể. Có điều thế này cũng đã tốt lắm rồi. Diệp Huyên gật đầu. Ngay từ đầu khi hắn đối mặt với tia sét đen, hắn suýt chút nữa bị đối phương trực tiếp giết chết. Nhưng trải qua một tháng đối chiến, tuy hiện tại hắn vẫn chưa đánh lại được đối phương, nhưng so với ban đầu đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bởi vì hiện tại hắn đã có thể đả thương đến tia sét đen, không những thế, tia sét đen cũng không có cách nào đả thương đến hắn dễ dàng như lúc đầu nữa. Tiến bộ rất nhiều. Lúc này đột nhiên Liên Thiển nói, để nó đánh ngươi. Diệp Huyên sửng sốt. Liên Thiển nhìn tia sét đen, nhẹ giọng nói, tia sét đen này không phải là lôi bình thường, nếu thân thể ngươi để cho nó tôi luyện một chút, thân thể ngươi không chỉ được tăng cường đáng kể, thậm chí còn có thể có thêm một vài thuộc tính đặc biệt. Ví dụ như miễn dịch với sát thương do sét đánh. Diệp Huyên thấp giọng nói, Liên Thiển cô nương, đây không phải nói đùa đâu. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyên, lúc trước ngươi bị nó đánh qua một lần, chẳng phải không chết hay sao? Diệp Huyên, Liên Thiển nói, đây là một cơ hội tuyệt vời để ngươi nâng cao thân thể của mình. Bởi vì hiện tại thân thể đã đạt tới một trình độ vô cùng mạnh mẽ. Muốn nâng cao thêm nữa trừ phi có một cơ hội lớn, nếu không rất khó để thăng lên. Xét đánh. Diệp Huyên hơi lưỡng lự. Bởi vì bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ mùi vị lần đầu tiên bị xét đánh. Thật sự không dễ chịu. Có thể nói, nếu lúc đó hắn không phải là kiếm thể thì lần đó thi thể hắn lạnh rồi. Đối với thần lôi này, trong lòng hắn hiện tại vẫn còn có chút sợ hãi. Lúc này Liên Thiển lại nói, thần lôi này không thể một kích mà giết chết được ngươi, vì thế nếu như ngươi có thể thích ứng được với đòn tấn công của thần lôi, thân thể nhất định có thể thăng cấp lên một bậc nữa. Điều này đối với ngươi mà nói là một cơ hội vô cùng lớn. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, được. Hiện tại trong đầu hắn cũng chỉ có một suy nghĩ đó chính là phải nâng cao thực lực. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía thần lôi màu đen, không thể không nói, hắn vẫn có chút kiêng kỵ, uy lực của thần lôi thực sự quá mạnh. Không do dự thêm nữa, Diệp Huyên hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao. Lúc này, trong không trung, thần lôi màu đen rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, nó trực tiếp lao xuống. Nhận thấy uy lực ẩn bên trong thần lôi, sắc mặt Diệp Huyên nhất thời biến đổi, thành thật mà nói hắn có điểm muốn bỏ chạy. Có điều, khi nghĩ đến lợi ích mà thần lôi mang lại sau khi tấn công, hắn quả quyết vứt bỏ suy nghĩ muốn chạy trong đầu đi. Rất nhanh, tia sét trực tiếp đánh thẳng vào người hắn. Trong nháy mắt Diệp Huyên rơi vào không trung. Trong quá trình hắn rơi xuống, trên thân thể hắn, từng tia sét không ngừng bùng nổ. Bên trong tinh không đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của Diệp Huyên. Ngay lập tức Diệp Huyên dừng lại, mà giờ phút này, hắn và tia sét đã mở ra một khoảng cách rất xa. Sau khi tia sét bắn phá xong cũng không lựa chọn truy đuổi mà lùi lại về vị trí ban đầu. Diệp Huyên lẳng lặng nằm bên trong tinh không, trên dưới thân thể hắn không ngừng tóe ra những tia sét. Giờ phút này hắn đã mất đi chi giác. Toàn thân đều tê dại. Lúc này Liên Thiển xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta liếc mắt nhìn Diệp Huyên một cái, không thể không nói giờ phút này thân thể của Diệp Huyên thật sự có chút thê thảm. Không nghĩ nhiều, nàng ta vung tay phải lên, một chiếc bình màu trắng xuất hiện bên miệng Diệp Huyên. Nước suối sinh mệnh. Sau khi nước suối sinh mệnh đi vào trong cơ thể của Diệp Huyên,
thân thể của Diệp Huyên lập tức khôi phục với tốc độ cực nhanh. Cứ như vậy khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên ngồi dậy. Mà giờ phút này thân thể của hắn như nhũn ra, toàn thân xương cốt rời rạc. Mùi vị này có chút chua xót. Liên Thiển nhìn qua thân thể của Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, thật sự vẫn là có tác dụng. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, Liên Thiển cô nương, đừng nói với ta trước đó cô cũng không chắc chắn là có tác dụng hay không đấy nhé. Liên Thiển gật đầu, ta đoán là có tác dụng, nhưng sự thật đã chứng minh quả thực có tác dụng. Diệp Huyên, Liên Thiển nói, nào, tiếp tục, việc cần làm bây giờ là không ngừng dùng thiên lôi tôi luyện thân thể, hết lần này tới lần khác. Dù sao cũng là để cho cơ thể hoàn toàn thích ứng với sức mạnh của thiên lôi. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tia sét đen trên không trung. Hiện tại hắn cũng không sợ thiên lôi này nữa. Dù sao cũng không thể giết chết hắn. Sợ cái gì chứ? Sau khi nghỉ ngơi một lát, Diệp Huyên hoạt động gần cốt một chút, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần lôi trong không trung, nhếch miệng cười, tiếp tục đến đi. Lời nói vừa dứt, hắn trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao. Lúc này thần lôi trong không trung đột nhiên lao xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ tinh không đột nhiên rung chuyển. Chốc lát sau, Diệp Huyên lại nằm xuống. Vẫn giống như trước, toàn thân hắn đều bị thương. Mà ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên lại xông lên. Cứ như vậy, Diệp Huyên hết lần này đến lần khác đương đầu với thiên lôi, để thiên lôi tu luyện cơ thể hắn. Mà ước chừng hơn 10 ngày sau, cơ thể hắn càng ngày càng có thể chịu đựng. Mới đầu, hắn bị thiên lôi đánh một lần, thiếu chút nữa bị đánh chết, tuy rằng không chết, nhưng cũng phải nằm rất lâu mới đứng lên được. Nhưng mà bây giờ, hắn bị thiên lôi đánh một lần, nhiều nhất cũng chỉ một khắc đã khôi phục bình thường. Điều này chứng minh cơ thể hắn càng ngày càng có khả năng chịu đựng. Nhưng như vậy vẫn không đủ. Tiếp tục, trong lúc Diệp Huyên khổ luyện, các cao thủ tứ duy cũng đã đến khoảng sao trời này, khi nhìn thấy Diệp Huyên dùng cơ thể mình để cứng rắn đối đầu với thiên lôi, bọn họ đều giật mình. Bọn họ ở đây nhiều năm như vậy, tất nhiên biết sự khủng bố của thiên lôi này. Mà bọn họ thật không ngờ, Diệp Huyên lại dùng cơ thể mình để đương đầu với thiên lôi. Cơ thể này phải mạnh đến mức nào? Đối với Diệp Huyên, mọi người càng lúc càng kiêng dè. Cứ như vậy, khoảng 2 tháng sau. Ngày hôm nay, Diệp Huyên đột nhiên đến trước mặt tia sét đen kia lập tức đánh xuống, trong nháy mắt một mảnh lôi quang bao phủ lấy Diệp Huyên. Ánh sáng tan đi, Diệp Huyên bước ra. Bây giờ hắn đã hoàn toàn có thể dùng cơ thể chống chọi lại tia sét đen này, nhưng hắn vẫn không giết chết được tia sét đen, hiện tại hắn và tia sét đen này chính là ngươi không đánh chết được ta, ta cũng không đánh chết được ngươi. Một đòn không có kết quả, tia sét đen kia trở về không trung. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tia sét đen, mà lúc này tia sét đen kia đột nhiên run lên kịch liệt, ngay sau đó, nó đột nhiên hóa thành một tia sấm sét rơi thẳng xuống. Lúc này đây, Diệp Huyên vẫn không né tránh. Bây giờ hắn đã không còn sợ hãi gì khi đối mặt với tia sét đen. Đúng lúc này, hơi thở ẩn chứa trong tia sét đen đột nhiên tăng vọt, Diệp Huyên cả kinh, hắn còn chưa phản ứng lại, tia sét đen kia đã bao phủ lấy hắn. Trong phút chốc, khoảng sao trời này lập tức bị tia sét đen bao trùm. Lôi quang lóe ra khắp bầu trời, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ước chừng một khắc sau, Diệp Huyên từ từ bước ra từ trong lôi quang kia, lúc này, trên người hắn bị một tia lôi quang quấn quanh. Mà tia sét đen tấn công hắn kia đã lui về chân trời, nó im lặng một lát, sau đó đột nhiên biến mất. Mấy cao thủ tứ duy thấy vậy, đều nhìn về phía Diệp Huyên. Bọn họ biết, Diệp Huyên đã qua cửa thứ nhất. Từ tứ duy đi thông đến ngũ duy phải qua tổng cộng 5 cửa. Mà bây giờ Diệp Huyên xem như đã qua cửa thứ nhất, nhưng tiếp theo cửa sau sẽ càng mạnh hơn cửa trước. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, trong mắt có chút kinh ngạc, cơ thể này của ngươi. Diệp Huyên nhìn cơ thể mình, sau đó hắn liền ngẩn người. Vốn dĩ. Cơ thể hắn dưới lớp da chứa vô số kiếm ý và kiếm khí, nhưng bây giờ không chỉ có kiếm khí và kiếm ý, mà còn có rất nhiều lôi điện, chúng đã hòa hợp làm một cùng với kiếm ý và kiếm khí của hắn. Bây giờ, hắn không chỉ là kiếm thể, còn là lôi thể. Dĩ nhiên, độ dũng mãnh của cơ thể đã lại mạnh hơn lúc trước một bậc. Thu hoạch.
Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, sự tra tấn trong khoảng thời gian này thật không uổng phí. Liên Thiển nói, hấp thu kiếm. Diệp Huyên nhìn Liên Thiển nói, nền tảng cơ thể bây giờ của ngươi vô cùng tốt, cho dù đột phá lần nữa, thì cũng sẽ không gây ảnh hưởng không tốt đối với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn lấy kiếm ra bắt đầu hấp thu. Kiếm mới vừa vào cơ thể, một lực lượng thuần khiết lập tức bùng nổ ra từ trong cơ thể hắn, nhưng trong chớp mắt đã lại biến mất không chút tung tích. Toàn bộ đã bị cơ thể hắn hấp thu. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó lại lấy ra một thanh kiếm hấp thu, thanh kiếm này vừa mới vào cơ thể hắn, đã lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyên không dừng lại, lại lấy ra một thanh kiếm. Cứ như vậy, sau khoảng nửa canh giờ, hắn đã hấp thu toàn bộ 30 thanh kiếm, khi hắn hấp thu hết thanh kiếm cuối cùng, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên thổi quét ra từ cơ thể hắn, này những nơi hơi thở này đi qua không gian đều gợn lên từng đợt tựa như ngọn sóng. Vẫn chưa đột phá. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt từ từ nhắm lại, trong cơ thể hắn, từng hơi thở mạnh mẽ không ngừng chấn động ra. Bên cạnh, Liên Thiên nhìn Diệp Huyên, không quấy rầy hắn. Muốn đạt tới mệnh cảnh không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cái gọi là mệnh cảnh, chính là phải hiểu số mệnh con người, hắn bắt buộc phải dựa vào chính mình để hiểu ra, nếu không, hắn sẽ bị mắc kẹt ở bước này cả đời. Mệnh. Cái gọi là mệnh, chính là chỉ vận mệnh. Hỗn độn mới khai sinh, vận mệnh của tất cả sinh linh dường như đều đã sớm được định trước mà con người không thể biết trước hay hiểu được. Cũng giống như sinh lão bệnh tử. Đặc biệt cái chết. Từ xưa đến nay, ai có thể bất tử? Có sinh thì có chết, đây là quy luật, cũng là vận mệnh của tất cả sinh linh. Mà có một vài người bởi vì càng ngày càng mạnh, vì vậy có thể cảm nhận được một chút quỹ đạo vận mệnh của bản thân. Vận mệnh tương lai của bản thân là gì? Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt, có phần mờ mịt. Vận mệnh, tương lai như thế nào? Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn biết bản thân không giống những người khác. Rất nhiều người lớn mạnh đều quen biết hắn, nói chính xác là kiếp trước của hắn. Kiếp trước? Kiếp trước của mình lại là gì? Vẫn là cái vấn đề kia, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Mệnh. Diệp Huyên hít sâu một hơi, mệnh ta do ta. Một hơi thở mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể hắn, hơi thở này tựa như một làn sóng chấn động ra khắp bốn phía, trong phút chốc, khắp sao trời lập tức rung động dữ dội. Mệnh cảnh. Lúc này, Trần Các Lão bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyên mở hai mắt, hắn chậm rãi đứng lên, hai tay nắm chặt, một luồng lực lượng mạnh mẽ tập hợp trên toàn thân hắn. Mệnh cảnh. Lúc này, hắn mới hiểu được hàm ý thật sự của mệnh cảnh này. Mệnh cảnh, không phải cảm nhận vận mệnh, mà là phải hiểu được ý nghĩa của vận mệnh. Không có gì là đã được định sẵn từ khi sinh ra. Giống như lúc ban đầu, tuổi thọ của con người chỉ ngắn ngủn vài thập niên, nhưng thông qua tu luyện, tuổi thọ có thể biến thành 100 năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Vận mệnh nằm trong tay chính mình, trừ phi chính ngươi cam chịu số phận, không thì nó không có khả năng quyết định cuộc đời ngươi. Mệnh cảnh. Diệp Huyên buông lỏng hai tay, những hơi thở phát tán ra từ cơ thể hắn lập tức khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Trần các lão, có chuyện gì? Trần Các Lão khẽ gật đầu, anh bạn nhỏ, thực lực của ngươi bây giờ sợ là đã đạt tới phá đạo cảnh. Phá đạo? Diệp Huyên trầm giọng nói, Hy Hoàng và những người khác là cảnh giới gì? Phá đạo? Trần Các Lão lắc đầu, chỉ có thể nói, bọn họ là vô hạn gần kề phá đạo. Nhưng vẫn chưa thật sự bước vào phá đạo. Diệp Huyên lại hỏi, nơi đây có cao thủ phá đạo không? Trần Các Lão trầm giọng nói, có, nhưng rất ít, chỉ có hai vị, mà bọn họ đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Bây giờ có còn sống hay không, ta cũng không biết. Phá đạo. Diệp Huyên trầm mặc. Cho dù ở vũ trụ tứ duy này, hắn cũng còn một đoạn đường dài phải đi. Diệp Huyên đang định nói, đúng lúc này, ở phía chân trời xa xa kia, vách tường ngăn cách với ngũ duy đột nhiên run lên dữ dội. Ba người đám Diệp Huyên vội ngẩng đầu nhìn, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ký hiệu trên vách tường ngăn cách với ngũ duy bỗng nhiên từ từ tiêu tan. Chuyện gì đã xảy ra?
Mọi người ở đây đều cau mày lại. Liên Thiển nhìn vách tường ngăn cách Ngũ Duy, dần dần, đồng tử nàng ta co rụt lại, không tốt, bọn họ muốn phá hủy cấm chế này. Phá hủy cấm chế này. Diệp Huyên trầm giọng nói, cái này không phải là do tiên tri thiết lập sao? Sao có thể bị phá hủy được? Liên Thiển nhìn chằm chằm vách tường ngăn cách Ngũ Duy kia, là do người của bọn ta làm. Người của bọn ta? Diệp Huyên nhăn mày, Liên Thiển cô nương, rốt cuộc là ý gì? Liên Thiển trầm giọng nói, học phủ Vạn Duy, cấm chế này là do chủ nhân thiết lập, người khác muốn dùng lực phá thì khó như lên trời, chỉ có người của bọn ta mới có thể phá nó. Không đúng, không phải phá, mà là giải trừ. Nói đến đây, nàng ta hít sâu một hơi, có người đang dùng kiến thức chủ nhân dạy bọn họ để giải trừ cấm chế này. Bên cạnh, Trần Các Lão nói, đây là chuyện tốt. Ngu xuẩn. Liên Thiển đột nhiên tức giận nói, đây là chuyện tốt. Ngươi có biết giữa vũ trụ tứ duy và vũ trụ ngũ duy ngăn cách nhau bằng cái gì không? Ngăn cách bằng không gian duy độ mà các ngươi không cách nào vượt qua được, một khi được giải trừ, loại lực lượng không gian duy độ này sẽ nuốt chửng vũ trụ tứ duy của các ngươi. Tất nhiên, những người có thực lực mạnh như các ngươi có lẽ có thể ngăn cản lực lượng không gian duy độ này, nhưng những người khác thì sao? Cả vũ trụ tứ duy, người người đều mạnh giống như các ngươi sao? Một khi loại lực lượng này tiến vào vũ trụ tứ duy, thì vũ trụ tứ duy của các ngươi sẽ không còn một ngọn cỏ. Nghe vậy, Trần Các Lão trầm lặng. Thật ra, tu luyện cho đến lúc này, ông ta có lẽ sẽ có lòng thương xót, nhưng trước mắt mà nói, bảo ông ta hy sinh chính mình để giúp đỡ cho Thương Sơn, thì ông ta không làm được. Thế giới Thương Sơn có liên quan gì với ông ta đâu? Ích kỷ không? Cũng không tính là ích kỷ. Dù sao, bọn họ không có nghĩa vụ cứu giúp thế giới Thương Sơn. Trên bầu trời sao, những ký hiệu kia càng ngày càng ít. Mà bốn phía càng ngày càng nhiều nhân xuất hiện. Hy Hoàng và Sơn Quỷ Đạo Nhân cũng xuất hiện tại đây. Lúc này, rất nhiều người ở đây đều thấy hưng phấn, bởi vì bọn họ phát hiện, cấm chế kia đang càng ngày càng yếu. Một khi những cấm chế kia biến mất hoàn toàn, vậy có nghĩa là bọn họ có thể tiến vào vũ trụ ngũ duy. Đúng lúc này, không trung chỉ còn lại có một ký hiệu màu đỏ máu, ký hiệu bồng bềnh ở đó, mà vách tường ngăn cách này đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên có người nói, phá bỏ ký hiệu này là có thể tiến vào ngũ duy. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía ký hiệu màu đỏ máu kia. Lúc này, Liên Thiển bỗng nhiên nói, không thể. Mọi người nhìn về phía Liên Thiển trầm giọng nói, các ngươi phá bỏ ký hiệu này là có thể đi thông đến ngũ duy, nhưng nếu phá bỏ ký hiệu này, lực lượng không gian duy độ sẽ tiến vào vũ trụ tứ duy, khi đó, vũ trụ này của các ngươi sẽ bị phá hủy trong chốc lát. Xa xa, một người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, chuyện này thì có liên quan gì tới bọn ta? Liên Thiển nhìn người đàn ông trung niên, không nói gì. Nàng ta biết, những người này sẽ không vì những sinh linh của vũ trụ tứ duy mà hy sinh đi tiền đồ của mình. Đây chính là bản chất con người. Nàng ta cũng không có tư cách đứng trên điểm cao đạo đức để phê phán đối phương. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó, một lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào ký hiệu màu đỏ máu kia. Trong chớp mắt ký hiệu màu đỏ máu kia vỡ tan, ngay sau đó, không gian nơi đó chợt vỡ ra, lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng xuất hiện trước ánh mắt mọi người. Trần Thiên, bên cạnh Diệp Huyên. Liên Thiển đột nhiên trầm giọng nói, phủ chủ hiện tại của học phủ Vạn Duy. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nếu các vị muốn tiến vào ngũ duy, còn phải làm một chuyện. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên ở phía dưới, giết hắn, dùng đầu của hắn để đổi lấy giấy thông hành đi đến vũ trụ ngũ duy. Chấm 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 chấm. Giết Diệp Huyên. Nghe vậy, mọi người trong sân đều sững người. Giết Diệp Huyên đổi giấy thông hành. Ngay sau đó, vẻ mặt nhiều người đều trở nên vô cùng khó coi. Mượn đao giết người. Cao thủ của ngũ duy này muốn lợi dụng bọn họ để giết Diệp Huyên, nói trắng ra là muốn bọn họ và Diệp Huyên nội chiến. Người sống đến từng tuổi này đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Trần Thiên. Cách đó không xa, Diệp Huyên nhìn Trần Thiên, xem ra, mục tiêu thật sự của ngươi chính là ta. Trần Thiên quan sát Diệp Huyên, cười nói, đương nhiên là ngươi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay,
Tháp giới ngục đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, người muốn nó. Nói rồi đột nhiên hắn lại lấy về lại, sau đó nhếch miệng cười, ta không cho ngươi đấy. Trần Thiên cũng không tức giận, lập tức khẽ cười, không sao, tự ta tới lấy là được. Nói rồi hắn ta nhìn những cao thủ tứ duy bên dưới, đây là cơ hội duy nhất trong đời này của các người, chỉ cần các người giết chết hắn thì ta có thể để các người đi vào ngũ duy. Giết Diệp Huyên. Trong sân, mọi người đều yên lặng. Nếu Diệp Huyên dễ giết được thì chắc chắn bọn họ sẽ không do dự, thế nhưng, Diệp Huyên dễ dàng bị giết chết được sao? Vấn đề chính là không dễ giết đấy. Hơn nữa, lời của người này có thể tin được sao? Nỡ đâu bọn họ và Diệp Huyên hai bên lưỡng bại câu thương, người ta lại không để cho bọn họ đi vào thì sao? Vậy chẳng phải là ngu ngốc sao? Lúc này, Sơn Quỷ Đạo Nhân chợt nói, các hạ, chúng ta chỉ muốn đi vào ngũ duy, chỉ vậy mà thôi. Trần Thiên nhìn Sơn Quỷ Đạo Nhân, cười nói, nhưng các người đến từ vũ trụ tứ duy. Sơn Quỷ Đạo Nhân hỏi, xuất thân ở tứ duy thì không thể đến ngũ duy sao? Trần Thiên lắc đầu khẽ cười, cũng không phải vậy, chỉ là hiện tại, cấm chế của thầy đã bị ta phá vỡ nên ta có quyền để ai đi vào hoặc không được đi vào, không phải sao? Sơn Quỷ Đạo Nhân còn đang muốn nói gì đó thì Trần Thiên lại nói, thời gian của ta không nhiều, tốt nhất các người đừng lãng phí thời gian, nếu không các người sẽ hối hận. Nghe vậy, Sơn Quỷ Đạo Nhân im lặng. Mọi người trong sân cũng im lặng. Trong không trung, Trần Thiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, người sống mà, có thể không mạnh mẽ, thế nhưng nhất định phải biết tự lượng sức mình, thực lực như thế nào, dựa vào thứ gì, nếu không tự lượng sức mình thì kết cục bình thường cũng sẽ không quá tốt đẹp. Diệp Huyên cười nói, nếu ta giao tháp này cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Trần Thiên cười nói, ngươi sẽ không giao, bởi vì ngươi là kiếm tu, kiếm của kiếm tu. Có thể chém nhưng không thể cong. Vì vậy, chắc chắn ngươi sẽ không dùng cách này để cầu sống. Ta cũng khuyên ngươi, đừng nghĩ chơi chiêu trò gì, đối mặt với thực lực tuyệt đối thì tất cả âm mưu thủ đoạn đều là mây bay. Diệp Huyên khẽ cười, tại sao các người không đi tìm nàng ta trước đi? Nàng ta ở đây đương nhiên là nói đến cô gái váy trắng. Trần Thiên cười nói, bởi vì ngươi dễ giết hơn. Diệp Huyên yên lặng, mấy tên này cũng không hề ngốc. Biết nên đánh ai trước? Lúc này, Trần Thiên nhìn mấy người Sơn Quỷ Đạo Nhân cách đó không xa, đã nghĩ xong chưa? Sơn Quỷ Đạo Nhân nhìn Trần Thiên, ngươi xem chúng ta là đồ ngốc sao? Sẽ không có ai ra tay với Diệp Huyên, thứ nhất, Diệp Huyên không dễ giết, thứ hai, giết chết Diệp Huyên thì Trần Thiên này cũng chưa chắc sẽ để bọn họ đi vào ngũ duy. Đặt hy vọng vào lòng thương xót của người khác thì thật ngu ngốc. Trong không trung. Trần Thiên khẽ cười, rất tốt. Nói rồi, hắn ta mở lòng bàn tay ra, sau đó khẽ đè xuống, sau lưng hắn ta, không gian đột nhiên nứt toác, ngay sau đó, một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ sau lưng hắn ta. Cảm nhận được sức lực này, mọi người trong sân đều biến sắc. Sức lực không gian duy độ. Đây không phải sức lực vũ trụ tứ duy có thể chịu đựng nổi. Ở phía xa. Sơn Quỷ Đạo Nhân nhìn Trần Thiên chằm chằm, người muốn tiêu diệt vũ trụ tứ duy. Ta! Trần Thiên lắc đầu cười, người đùa gì vậy, phải biết, là tự các người phá vỡ phù văn cấm chế cuối cùng kia, cho nên, là tự các người muốn phá hủy vũ trụ của các ngươi. Vừa dứt lời, phía sau hắn ta, một vùng khí đen che phủ, những nơi khí đen này đi qua không gian lập tức trở thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Phát hiện ra sức lực luồng khí đen này. Sắc mặt mọi người trong sân trở nên vô cùng khó coi. Nếu để những luồng khí đen vô tận này đi vào vũ trụ tứ duy thì toàn bộ vũ trụ tứ duy thật sự sẽ bị hấp thụ. Trong hư không, Trần Thiên nhìn xuống mọi người bên dưới, cười nói, sợ sao? Nói rồi hắn ta nhìn sờ nác Diệp Huyên, ta lại có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi giao cái tháp kia ra, sau đó. Sau đó con mẹ ngươi. Đột nhiên Diệp Huyên quát lớn. Sau đó, một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời, chém Trần Thiên. Trong không trung, Trần Thiên khẽ nheo hai mắt, sau đó đánh ra một quyền. Cách quyền của hắn ta mấy trượng, luồng kiếm quang lập tức bị buộc phải dừng lại. Mà ngay lúc này, trên đầu Trần Thiên kia, một chữ tù đỏ như máu lại xuất hiện, cảm nhận được, ánh mắt Trần Thiên dao động, tiếp đó, hắn ta quay người biến mất,
khi xuất hiện lại thì đã ở cách xa cả nghìn trượng. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, vẻ mặt hung tợn, tháp nhỏ kia, vậy mà lại nhận ngươi làm chủ. Diệp Huyên không quan tâm Trần Thiên, hắn quay đầu nhìn mấy người sơn quỷ đạo nhân bên dưới, chư vị, chúng ta muốn đến ngũ duy, nhưng không phải là quỷ để vào. Quỷ để vào. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, cao thủ tứ duy trong sân thoáng chốc bừng bừng khí huyết. Đều là những người tu luyện mấy vạn năm, sao bọn họ có thể không có chút tự tôn chứ? Sao có thể không có cốt khí chứ? Đúng, mọi người muốn đến ngũ duy, đều muốn đột phá bản thân, đều muốn trường sinh. Nhưng, không phải quỳ xuống cầu xin. Người sống thì tốt rồi, nhưng nếu không có tôn nghiêm, không có cốt khí thì sống cũng chẳng bằng con chó. Lúc này, sơn quỷ đạo nhân cách đó không xa chợt lên tiếng khẽ nói, lời của tiểu hữu Diệp Huyên rất đúng, làm người, vẫn phải có tôn nghiêm và cốt khí mới được. Nói rồi, ông ta nhìn Trần Thiên cách đó không xa, người của vũ trụ tứ duy ta quả thực không mạnh như cao thủ ngũ duy, nhưng chúng ta không cần các người bố thí, cũng không cần các người thương hại. Trần Thiên cười nói, rất có cốt khí, đáng tiếc, còn có tác dụng gì chứ? Vũ trụ tứ duy các ngươi cũng sắp bị tiêu diệt rồi. Không phải sao? Sơn quỷ đạo nhân cười nói, hôm nay lão phu lại muốn bảo vệ vũ trụ tứ duy này, chẳng vì nguyên do gì khác, chỉ muốn tranh chút khẩu khí, đương nhiên, còn là vì lão phu nhìn thấy ngươi chướng mắt. Vừa nói xong, đột nhiên ông ta biến thành một luồng sáng đen phóng thẳng lên trời, trong tinh không, ông ta siết chặt tay phải, sau đó đè xuống, giống lớn, kình thiên chống trụ. Một bàn tay khổng lồ đen tuyền lớn cả mấy trăm trượng đột nhiên xông ra khỏi không gian trên đỉnh đầu ông ta, bàn tay này lập tức đón lấy luồng khí đen kia, thế nhưng ngay khi tiếp xúc với luồng khí đen này, bàn tay khổng lồ của ông ta lại dần trở nên hư ảo. Thấy vậy, vẻ mặt sơn quỷ đạo nhân lập tức trở nên nghiêm trọng, những luồng khói đen này còn mạnh hơn so với ông ta tưởng tượng. Lúc này, Hy Hoàng cách đó không xa đột nhiên nhìn Trần Thiên mà cười nói. Người của vũ trụ ngũ duy chỉ hơn vũ trụ tứ duy một bậc thôi sao? Bổn hoàng nhìn ngươi cũng thấy chướng mắt. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên đạp chân phải. Một luồng sáng trắng mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, luồng sáng trắng này lập tức chống lại luồng khí đen kia. Trong tinh không, luồng khí đen kia lại rung động, thế nhưng, luồng sáng trắng này cũng không thể ngăn chặn bọn chúng hoàn toàn. Trong không trung, Trần Thiên nhìn Hy Hoàng và sơn quỷ đạo nhân bên dưới, cười nói, đường sống không đi lại cứ muốn vào đường chết, chỉ vì cái thứ cốt khí tôn nghiêm, thật nực cười. Nói rồi hắn ta nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì Diệp Huyên chợt biến mất. Vù! Một luồng khí quang từ trong sân xông đến. Trần Thiên khẽ nheo mắt, đám kiến. Hắn ta còn chưa nói xong thì trên đỉnh đầu chợt xuất hiện chữ tù đỏ như máu, cùng lúc đó. Một luồng sức lực thần bí đã bao phủ lấy hắn ta. Kiếm vực. Vẻ mặt Trần Thiên bình tĩnh, hai tay siết chặt. Chữ thủ màu đỏ trên đầu hắn kia lập tức trở nên hư ảo, đồng thời, luồng kiếm quang trước mặt hắn cũng lập tức bị ép dừng lại. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, kiếm đúng là kiếm tốt, thần kỹ đúng là thần kỹ tốt, đáng tiếc, với ta mà nói thì ngươi quá yếu rồi. Nói xong, hắn ta đánh ra một quyền. Trong thoáng chốc Diệp Huyên đã xuất hiện cách đó cả vạn trượng, hắn vừa dừng lại thì không gian phía sau trong vòng nghìn trượng lập tức bùng nổ, biến thành một vùng hư vô. Trần Thiên nhíu mà, thân thể của ngươi. Hắn ta không ngờ, Diệp Huyên lại kiên cường cản được một đòn của hắn ta. Ở phía xa, Diệp Huyên hoạt động gân cốt chốc lát, sau đó nhìn sơn quỷ đạo nhân phía xa, lúc này, đột nhiên sơn quỷ đạo nhân lại nói, tiểu hữu Diệp Huyên, chúng ta không ngăn nổi. Diệp Huyên nhìn vùng khí đen kia, vùng khí đen càng lúc càng nhiều, sơn quỷ đạo nhân và Hy Hoàng đã không thể chống đỡ nổi. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, sau đó hắn nhìn mấy người Trần Các Lão phía dưới, chư vị, tổ chim bị lật thì sao còn chứng nguyên vẹn. Bây giờ chúng ta đã là người chung thuyền, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, chúng ta phải liên thủ thì mới có thể sống được. Lúc này, Trần Thiên cách đó không xa chợt nói, không, chúng ta chỉ đối phó với ngươi. Không đối phó với bọn họ. Nghe vậy, những cao thủ tứ duy chợt do dự. Đúng lúc này, đột nhiên Trần Các Lão đứng ra, chư vị, tiểu hữu Diệp nói không sai, tổ lật thì sao còn chứng lành nguyên vẹn. Bây giờ chúng ta không giúp sơn quỷ đạo nhân và Diệp tiểu hữu,
thì tương lai chúng ta sẽ phát hiện, không có ai sẽ giúp đỡ chúng ta. Hơn nữa, nói đến đây, ông ta nhìn Trần Thiên, hung tợn nói, hơn nữa lão phu cũng thấy ngươi thì rất chướng mắt. Sống chết với bọn họ, để bọn họ biết người của vũ trụ tứ duy không phải đám kiến nhỏ, không phải người mà bọn họ muốn ức hiếp thì ức hiếp. Dứt lời, ông ta lập tức biến thành một luồng sáng trắng phóng thẳng lên trời. Mà phía sau Trần Các Lão, Trần Thời Nhất cùng hơn 20 cao thủ đỉnh cấp của vũ trụ tứ duy cũng đều ra tay. Ầm ầm ầm. Trong tinh không, ngay sau khi mấy người Trần Các Lão đồng loạt ra tay, những luồng khí đen bao phủ với tốc độ nhanh chóng lập tức đã chậm lại, nhưng cũng không dừng lại, hơn nữa khí đen càng ngày càng nhiều. Ở phía xa, Trần Thiên trầm mặc. Vốn dĩ hắn ta muốn lợi dụng những cao thủ vũ trụ tứ duy này để đối phó với Diệp Huyên, nhưng hắn ta không ngờ những người này lại lựa chọn như vậy. Hơn nữa, những người này lại chống lại hắn ta. Không thể không nói, hắn ta đã xem nhẹ người của vũ trụ tứ duy rồi. Không suy nghĩ nữa, Trần Thiên nhìn Diệp Huyên gần đó, ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngươi không phải là kiếm tu sao? Vậy thì để ngươi chết dưới kiếm đi. Dứt lời, một thanh kiếm chợt xuất hiện trong tay hắn ta, tiếp đó, đột nhiên thanh kiếm này bay ra chém thẳng về phía Diệp Huyên. Ngay khi thanh kiếm này xuất hiện, âm thanh kinh ngạc của Liên Thiển chợt vang lên trong đầu Diệp Huyên, không tốt, đây là thanh kiếm đứng thứ ba của ngũ duy, không phải thứ ngươi có thể chống đỡ được. Nói đến đây, đột nhiên nàng ta dừng lại. Diệp Huyên từng sợ kiếm sao? Mà ngay lúc ấy, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, vẻ mặt hắn hoảng hốt, tựa như sợ hãi đến cùng cực. Thấy vậy, Trần Thiên khẽ cười. Trong tinh không, một thanh kiếm chém thẳng xuống. Cả thanh kiếm trắng như tuyết. Đầu mũi kiếm có một điểm đỏ như máu, giống như một đóa hoa mơ rơi trên nền tuyết, vừa đẹp đẽ lại có chút lạnh người. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn thấy thanh kiếm rơi xuống thì vẻ mặt lộ rõ sự kinh sợ. Mấy người Sơn Quỷ đạo nhân cách đó không xa nhìn thấy vẻ mặt Diệp Huyên thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bây giờ có thể nói bọn họ và Diệp Huyên là một thể, đương nhiên bọn họ không mong muốn Diệp Huyên xảy ra chuyện. Vì nếu Diệp Huyên xảy ra chuyện thì bọn họ cũng giống như mất đi một đồng đội mạnh mẽ. Nhưng bây giờ xem ra giống như sắp xảy ra chuyện rồi. Lúc này, thanh kiếm kia đã đến trên đỉnh đầu Diệp Huyên, kiếm rất bình thản, không hề có chút dao động sức mạnh nào, nhưng tất cả mọi người đều biết thanh kiếm này sao có thể bình thường được chứ. Nhưng ngay lúc ấy, sắc mặt Trần Thiên kia chợt thay đổi, vì hắn ta phát hiện tuy vẻ mặt Diệp Huyên hoảng hốt, nhưng hắn không hề có dấu hiệu bỏ trốn hay phản kích lại. Có vấn đề. Trần Thiên không hề do dự muốn thu hồi kiếm về, nhưng lúc này đột nhiên Diệp Huyên vươn người nhảy lên, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, trực tiếp va chạm với thanh kiếm kia, trong chớp mắt thanh kiếm đã từ đỉnh đầu hắn xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Thấy vậy, tất cả mọi người đều sững người. Diệp Huyên này đang làm gì vậy? Trần Thiên kia cũng khẽ ngây người, hắn ta không ngờ Diệp Huyên lại như vậy. Hắn đang tự tìm đường chết sao? Mà ngay lúc này, con người hắn ta chợt dao động, vì hắn ta phát hiện thanh kiếm kia sau khi xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Huyên thì đối phương không hề xảy ra chuyện gì, không những vậy mà hơi thở của Diệp Huyên lại càng trở nên mạnh mẽ. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Trong không trung, Trần Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên ở bên dưới, trực giác nói cho hắn ta biết có thể hắn ta đã làm ra một chuyện vô cùng ngu ngốc. Bên dưới, Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi, hơi thở hắn tăng vọt điên cuồng, lần này hắn không còn áp chế nữa. Mà cũng áp chế không được. Bởi vì sức lực chứa trong thanh kiếm này quá kinh khủng. So với bất kỳ thanh kiếm nào trước đây hắn đã hấp thụ cũng kinh khủng hơn nhiều, có thể nói thanh kiếm này đã đến gần cực hạn của kiếm Thiên Chu và kiếm Chấn Hồn của hắn. Muốn đột phá? Diệp Huyên kinh ngạc trong lòng, lúc này lại đột phá chẳng phải là mất mạng sao? Mà Trần Thiên kia cũng phát hiện Diệp Huyên sắp đột phá, bởi vì hơi thở của Diệp Huyên đang điên cuồng tăng vọt. Trần Thiên khẽ nheo mắt lại, hắn ta đang định ra tay thì ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên lại lên tiếng, đồ chó giả Trần Thiên, ngươi không phải người. Mọi người! Trần Thiên nhìn Diệp Huyên, thế nào, muốn đấu văn với ta rồi sao? Diệp Huyên tức giận nói, Trần Thiên! Lúc này, đột nhiên Trần Thiên cắt ngang lời của Diệp Huyên. Người muốn kéo dài thời gian. Người nghĩ cũng hay lắm. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn ta biến mất,
một luồng sức lực kinh người từ phía chân trời tràn xuống, luồng sức lực này đi đến đâu không gian đều lập tức hóa thành cho bụi. Không gian duy độ tứ duy này ở trước mặt Trần Thiên cũng mỏng manh như gỗ mục. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức u ám, bây giờ hắn đang sắp đột phá, ngăn chặn thế nào được. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy người vừa tới, Diệp Huyên đã ngây người. An Lan Tú. An Lan Tú nhìn chằm chằm Trần Thiên đang lao xuống, mau đột phá đi. Vừa dứt lời, đột nhiên nàng biến thành một luồng thương mang phóng lên trời, thương như sấm chớp, đâm xuyên qua trời cao. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Đột phá. Hắn bắt buộc phải đột phá nhanh chóng. Trong không trung, Trần Thiên nhìn An Lan Tú đang phóng lên, vẻ mặt vô cảm, hắn ta đánh ra một quyền vào thương trong tay An Lan Tú. Ầm. Thương mang thành trường thương trong tay An Lan Tú trong chớp mắt đã vỡ nứt. Cùng lúc đó, An Lan Tú lập tức lùi mạnh, bởi vì tốc độ lùi đi quá nhanh mà thân thể nàng trực tiếp xé rách không gian, mà nàng cũng liên tục chảy ra máu tanh từ miệng. Sức lực Trần Thiên quá mạnh, thân xác nàng căn bản không thể chống đỡ được. Trần Thiên không quan tâm đến An Lan Tú, hắn ta trực tiếp xông về phía Diệp Huyên bên dưới. So với An Lan Tú, hắn ta lại mong đợi giải quyết được Diệp Huyên. Bởi vì Diệp Huyên này đã gây ra cho hắn quá nhiều bất ngờ. Ngay khi Trần Thiên vừa mới xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên, một người đàn ông đột nhiên đứng chặn trước mặt Diệp Huyên. Mạc Tà. Mạc Tà nhìn đỉnh đầu Trần Thiên, bỗng hắn ta gầm lớn một tiếng, cả người lập tức va chạm với Trần Thiên, mà khi hắn ta lướt qua, sau lưng hắn, bóng dáng hư không của một ông lão to lớn đột nhiên xuất hiện, bóng dáng này so với lúc trước thì càng rắn chắc hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Rõ ràng, trong khoảng thời gian này, thực lực của Mạc Tà cũng tăng cao không ít. Trong không trung, Trần Thiên nhìn Mạc Tà, hắn ta dẫm xuống một chân. Ầm. Bóng dáng mờ ảo kia lập tức vỡ nứt, cả người Mạc Tà lập tức rơi xuống từ không trung, trong lúc rơi xuống thân thể hắn ta cũng nứt ra từng chút một, máu tươi tuôn ra. Trần Thiên nhìn thẳng vào Diệp Huyên bên dưới, hắn ta đang định ra tay tiếp thì một luồng kiếm quang chợt xuất hiện sau lưng hắn ta. Kiếm này tốc độ còn nhanh hơn cả sấm chớp. Trần Thiên khẽ nhíu mày, quay người đánh ra một quyền. Ầm ầm, quyền và kiếm giao nhau, một luồng sức lực mạnh mẽ bùng nổ, một bóng dáng nhỏ nhắn trong tinh không liên tục lùi về sau. Người này chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất lùi lại khoảng chừng mấy nghìn trượng mới dừng lại, thế nhưng nàng ta vừa dừng lại thì hai tay đã cầm kiếm nâng qua đầu, nàng ta nhìn Trần Thiên ở phía xa. Vung mạnh kiếm xuống, phá thiên nhất kiếm. Vù. Một luồng kiếm quang từ mũi kiếm của Tiểu Thất chợt bay ra. Vù. Tinh không nứt vỡ, kiếm này cũng giống như tên, một kiếm có thể phá trời. Ở phía xa, vẻ mặt Trần Thiên kia vô cảm, ngay lúc kiếm khí đó sắp chém vào trên người hắn, thì thân thể hắn đột nhiên trở nên hư không, ngay sau đó, luồng kiếm khí của lập tức biến mất kỳ lạ. Bên kia, sắc mặt Tiểu Thất chợt thay đổi. Nàng ta lập tức xoay người, sát na nhất kiếm. Vừa dứt lời, thân thể nàng ta lập tức biến mất giống như một luồng sáng. Vù vù vù. Không gian trước mặt nàng ta bỗng chốc bị vô số kiếm quang đan xen khắp nơi xé rách. Chưa đến nửa giây, vùng không gian này lập tức đã bị cả nghìn luồng kiếm quang xé rách, những kiếm quang này gần như xuất hiện cùng lúc. Trong chớp mắt, thực ra không phải một kiếm trong nháy mắt, mà cả nghìn kiếm trong nháy mắt. Khoảnh khắc chớp nhoáng kia, cả nghìn kiếm đều xuất hiện. Lúc này, vùng không gian bị kiếm quang che phủ kia đột nhiên bùng nổ. Ầm ầm, một bóng người trong tinh không liên tục lùi lại. Chính là Tiểu Thất. Đột nhiên hai tay Tiểu Thất cầm kiếm dựng thẳng trước mi tâm, bảo vệ. Vừa nói xong, từng luồng kiếm khí chợt xuất hiện sau lưng nàng ta, những tia kiếm khí trong thoáng chốc đã hợp thành một tấm chắn kiếm sau lưng nàng ta. Ngay sau đó nàng ta dừng lại nhưng khóe miệng lại có máu tươi. Trong không gian tối mù kia, Trần Thiên đi ra, hắn ta nhìn Tiểu Thất chằm chằm, trên mặt hắn ta lại có ba vết chém. Lúc này, hắn không thể không thừa nhận, thực lực vũ trụ tứ duy này về tổng thể mặc dù còn kém ngũ duy rất nhiều, thế nhưng có rất nhiều người ở vũ trụ tứ duy này lại vô cùng xuất sắc. Cho dù là Diệp Huyên vừa nãy, hay là ba người vừa mới xuất hiện, kể cả có ở trong vũ trụ ngũ duy thì cũng thuộc vào hàng đỉnh cao. Nhất là cô gái nhỏ trước mặt này,
kiếm đạo mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng của hắn ta. Lúc này, Tiểu Thất, Mạc Tà và cả A.N. Lan Tú đều đã đến bên cạnh Diệp Huyên. Mặc dù Mạc Tà bị thương khác nghiêm trọng, nhưng cũng may có nước suối sinh mệnh, nên cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tiểu Thất liếc nhìn Diệp Huyên bên dưới, hắn còn phải cần nửa canh giờ nữa. Nửa canh giờ. Cũng tức là nói, bọn họ phải ngăn chặn Trần Thiên này nửa canh giờ. Ở phía xa, Trần Thiên liếc nhìn ba người, nên kết thúc thôi. Ngay sau đó, bỗng hắn lại biến mất. Thấy vậy, sắc mặt ba người Tiểu Thất chợt thay đổi, ba người đang định ra tay thì lúc đó, đột nhiên Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt ba người. Nhìn thấy Diệp Huyên, ba người họ đều sửng sốt, đột phá rồi. Rất nhanh, sắc mặt ba người họ lại trùng xuống. Bởi vì Diệp Huyên chưa hề đột phá. Không chỉ vậy mà hơi thở quanh người Diệp Huyên cũng vô cùng hỗn loạn, lại có chút dấu vết như bị tẩu hỏa nhập ma. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Trần Thiên đang xông đến, đột nhiên hắn mở lòng bàn tay, một luồng kiếm khí từ cánh tay bay đến trong lòng bàn tay hắn. Khi nhìn thấy luồng kiếm khí này, mọi người trong sân đều biến sắc. Trần Thiên kia cũng lập tức dừng lại, hắn ta điên cuồng lùi ra gần vạn trượng. Trần Thiên nhìn chằm chằm luồng kiếm khí kia trong tay Diệp Huyên, ánh mắt vô cùng e sợ. Diệp Huyên hít sâu một hơi. Đây là một trong ba luồng kiếm khí mà cô gái áo trắng đã cho hắn. Có thể nói, đây mới là con bài mạnh nhất của hắn. Hắn vẫn chưa từng dùng đấy. Cho dù có nhiều lúc vô cùng nguy hiểm, hắn cũng chưa dùng đến. Bởi vì hắn muốn ngày gặp lại cô gái váy trắng, hắn sẽ đưa ba luồng kiếm này trả lại cho nàng, đồng thời sẽ nói với nàng, hắn đã trưởng thành rồi. Mà lúc này, hắn không thể không dùng. Hắn biết, cho dù bốn người họ có hợp lực cũng không đánh được Trần Thiên này, mà nếu hắn để mặt ba người Tiểu Thất ngăn cản Trần Thiên thì ba người họ có khả năng sẽ chết. Hắn không muốn ba người Tiểu Thất xảy ra bất cứ chuyện gì. Mà hắn lại càng không muốn khi ba người Tiểu Thất bị đánh đến sống dở chết dở thì hắn mới lấy ra kiếm khí, hắn không muốn ba người Tiểu Thất xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Cả một hành trình, muội muội đã rời đi, hắn không muốn lại mất đi bất kỳ người bạn nào nữa. Diệp Huyên nhìn Trần Thiên ở phía xa, khẽ nói, đi. Vừa dứt lời, luồng kiếm khí trong tay hắn lập tức bay đi. Ở phía xa, con người Trần Thiên khẽ dao động, đột nhiên hai tay hắn ta chập lại, thiên địa tập hợp. Vừa nói xong, không gian trước mặt hắn ta lập tức hợp lại, cùng lúc đó, trong trời đất khắp xung quanh, từng luồng sức lực thần bí liên tục tập hợp đến trước mặt hắn ta. Lúc này, luồng kiếm quang kia đột nhiên biến mất. Vù! Thân thể Trần Thiên đột nhiên cứng đờ, mà không gian trước mặt hắn lại nứt vỡ từng tầng, sau đó biến mất. Tất cả mọi người nhìn Trần Thiên, giữa mi tâm Trần Thiên là một luồng kiếm khi đâm vào. Cứ vậy mà giết chết rồi. Mọi người sửng sốt. Trong tinh không xa xôi vô tận, một cô gái váy trắng chợt dừng lại, nàng khẽ nghiêng đầu, hai ngón tay khẽ kẹp lấy một lọn tóc rơi xuống của mình, khẽ nói, dùng rồi sao? Trong tinh không, kiếm khí giữa mi tâm Trần Thiên kia chợt biến mất, mà thân thể Trần Thiên cũng lập tức trở nên hư vô. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Vừa dứt lời, thân thể hắn ta đã biến mất ngay tức khắc. Thấy vậy, mọi người trong sân lập tức thở phào một hơi. Thế nhưng ngay lúc này, phía chân trời chợt vang lên một tiếng nổ, ngay sau đó, một người đàn ông bước ra. Lúc nhìn thấy người đàn ông này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trần Thiên, lại là Trần Thiên. Sắc mặt tất cả mọi người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vẻ mặt Diệp Huyên cũng vô cùng u ám. Lúc này, âm thanh của Liên Thiển chợt vang lên trong đầu hắn, vừa nãy chỉ là phân thân của hắn ta, đây cũng là phân thân của hắn ta. Diệp Huyên thấp giọng nói, hắn có bao nhiêu phân thân? Liên Thiển nói, đây là phân thân thứ hai của hắn, cũng là cuối cùng, có khoảng 3 phần thực lực của bản thể hắn ta. 3 phần thực lực. Diệp Huyên trầm mặc, tay phải siết chặt không biết đang nghĩ gì. Trong không trung, Trần Thiên chậm rãi đi xuống, tầm mắt hắn nhìn sang Diệp Huyên, còn có con bài nào nữa không? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, lại là một luồng kiếm khí xuất hiện. Vẫn còn kiếm khí. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên, đột nhiên hắn khẽ vung tay phải về bên phải, chân trời phía xa tựa như có thứ gì đó bị phá vỡ,
Ngay sau đó, vô số khí đen từ nơi đó tràn ra như thủy triều. Thấy vậy mấy người Sơn Đạo Quỷ vội vàng lùi lại. Khí đen phía trước mặc dù mạnh nhưng bọn họ cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng bây giờ, khí đen kia không những về số lượng còn gấp mấy lần trước kia, mà sức mạnh cũng mạnh gấp mấy lần trước kia. Luồng khí đen vô tận từ phía sau Trần Thiên lan ra, những luồng khí đen này tràn ra xung quanh với tốc độ kinh người. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, trong vùng không gian hư vô phía sau ta, có một con thú hấp thụ không gian, con thú này dựa vào sức lực không gian duy độ để sống, hơn nữa còn dùng để làm mục đích riêng của mình, đây không phải trọng điểm, quan trọng là nếu ngươi lựa chọn giết ta thì con thú này sẽ hấp thụ toàn bộ vũ trụ tứ duy các người. Lựa chọn đi. Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này, Sơn Quỷ Đạo Nhân đột nhiên trầm giọng nói, cậu bạn, rất nhiều nơi ở vũ trụ tứ duy này đã xuất hiện loại khí đen này rồi, chúng ta không thể ngăn chặn được. Diệp Huyên nhìn khắp xung quanh một lượt, hắn nhìn thấy rất xa, rất nhiều nơi đã xuất hiện loại khí đen này. Thần điện, huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là thanh thành ở nơi xa xôi. Đối mặt với khí đen vô tận này, hắn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của rất nhiều người. Chu Tà Nhi của Thần Điện, Viên Tiểu Đao, Khương Cửu của Bắc Cảnh, Liên Vạn Lý, Thượng Quan Tiên Nhi. Mọi người đều chỉ có thể đợi chết. Chỉ có những cao thủ bọn họ ở đây mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, bởi vì loại khí đen này sẽ hấp thụ toàn bộ vũ trụ tứ duy này. Diệp Huyên quay đầu nhìn ba người Tiểu Thất nhún vai, ta không sợ chết. Chỉ là có chút tiếc nuối, không thể đi ngũ duy xem thử. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên không nói gì. Mạc Tà khẽ cười, cố hết sức rồi. Thật ra, ta cũng có chút tiếc nuối, ta cũng muốn đi nhìn ngũ duy xem thử là thế giới ra sao, đáng tiếc, không còn cơ hội rồi. Diệp Huyên lắc đầu, chúng ta phải sống thật tốt, mọi người cũng phải sống thật tốt. Sau đó, ta đưa mọi người đến ngũ duy. Vừa dứt lời, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm trong tinh không. Hắn loáng thoáng nhìn thấy con ngươi đen tuyền to lớn. Thoáng chốc yên tĩnh, kiếm khí trong tay Diệp Huyên đột nhiên phóng thẳng lên trời, luồng kiếm khí này trực tiếp xông vào sâu thẳm trong tinh không xa xôi. Hắn lựa chọn giết chết con thú hấp thụ không gian này. A! À, sâu trong tinh không xa xôi, một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Ngay sau đó, khí đen xung quanh dần dần tan biến. Diệp Huyên khẽ nói, ta đã cứu được thế giới rồi sao? Nơi nào đó trong tinh không? Cô gái váy trắng từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau nàng khẽ nói, năm đó ta giết chúng sinh để đạt đến diệt đạo cảnh. Mà bây giờ, ngươi lại dùng kiếm khí của ta cứu vạn vật chúng sinh. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn sâu thẳm trong tinh không khẽ nói, quả là nhân quả. Ca, trăm nhân ắt có quả, ngươi là nhân quả duy nhất mà ta không cắt đứt được. Nhân quả, có nhân ắt có quả. Đối với cô gái váy trắng mà nói, nhân quả dù có mạnh đến đâu cũng vướng vào người nàng ấy, bởi vì kiếm của nàng ấy đã có thể chặt đứt tất thảy mọi nhân quả từ lâu. Thế nhưng, nhân quả này, nàng ấy không muốn cắt đứt. Mà nàng ấy cũng hiểu rõ, chỉ cần không cắt đứt nhân quả với Diệp Huyên thì nàng ấy sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức. Nhiều chuyện rắc rối mà không thể dùng kiếm để giải quyết được, thậm chí sẽ tổn hại đến kiếm đạo chi tâm của nàng. Mà nàng ấy cũng không hối hận. Có thể để nhân quả vướng vào người nàng ấy, chỉ có một người. Có thể tổn hại kiếm đạo chi tâm của nàng ấy, cũng chỉ có một người. Có thể khiến nàng ấy cảm thấy còn có ý nghĩa sống sót, cũng chỉ có một người. Vô địch. Cả đời này, nàng ấy không muốn thua, ai có thể đánh bại. Trường sinh. Cả đời này, nàng ấy không muốn chết thì ai có thể giết chết. Trong tinh không. Luồng khí đen kia hoàn toàn đã biến mất, Diệp Huyên nhìn Trần Thiên, hắn biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Những chuyện Trần Thiên này làm vừa nãy thật ra là đang ép hắn giao ra những kiếm khí kia. Mà hắn không thể không lấy ra những luồng kiếm khí đó. Diệp Huyên hắn là một người dung tục cũng là một người ích kỷ, thật sự hắn không có suy nghĩ cứu vớt thiên hạ trường sinh là trách nhiệm của mình. Hắn chỉ đơn thuần không muốn để bạn mình xảy ra chuyện. Mà bạn bè hắn và những người hắn quan tâm, lại rất nhiều. Thần Điện và Chu Tà Nhi của Thần Điện, còn có những người ở đại thế giới huyền hoàng. Khương Cửu, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Thượng Quan Tiên Nhi. Những người này đều là người hắn quan tâm.
giống như Khương Cửu từng nói, Diệp Huyên hắn không chỉ có muội muội, mà còn có rất rất nhiều bạn bè và người hắn quan tâm. Hắn không muốn làm một kiếm tu cô độc, lại càng không muốn làm một kiếm tu ích kỷ với bạn bè của mình. Lúc này, vẻ mặt Diệp Huyên đột nhiên trở nên tái nhợt, hơi thở quanh người hắn bắt đầu hỗn loạn. Không áp chế được nữa. Vừa nãy, hắn vẫn luôn áp chế sức lực sau khi hấp thụ thanh kiếm vừa nãy. Nhưng bây giờ hắn đã không thể áp chế được nữa, đã sắp đột phá rồi. Diệp Huyên đang định nói thì Tiểu Thất chợt lên tiếng, người đột phá trước đi, ba người chúng ta ngăn cản hắn. Diệp Huyên lắc đầu, ngụy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.